chương 601 thời gian pháp tắc hạ. Nhưng mà, Lôi động không thể thừa dịp rời đi được, bất luận là Thiên Quỷ Đế thắng. Lôi động trung quy không cách nào từ cửu U chi địa này, một đường chạy trốn tới Khang Châu. huống chi, cho dù thoát ra khỏi chiến trường, bên tai của hắn đồng thời nghe được âm thanh cảnh cáo của cả hai quỷ đế. Cho nên kế duy nhất cũng chỉ có thể thừa dịp trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai quỷ đế trong lúc này, bất luận là số mệnh hay là cừu hận trong đó, cũng không thể lưu thủ. Cho nên hắn ngồi xuống uống trà. Quả nhiên, có lẽ U Minh Quỷ Đế cảm thụ được lực lượng không ngừng tiêu hao nhanh chóng. Gia tăng thế tiến công, song phương tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Lôi động cũng thối lui ra khỏi chiến trường chừng trăm dặm. Nhưng trong lúc này, trong đầu cũng vang lên âm thanh của U Minh Quỷ Đế. Tiểu tử, chậm cũng không cần biết ngươi bắt thiên linh quỷ này ở chỗ nào. Mấy chục hô hấp kế tiếp, ngươi hoàn toàn nghe chậm chỉ huy. Nói tới đây, đây chính là mệnh lệnh. Lôi động bất động thanh sắc, Lặng Yên thi triển Chu Thiên Liễm tức thuật thuật này vừa ra, cũng khiến hắn giống như triệt để dung nhập vào trong hư không. Giống như một viên vẫn thạch lao đi, hai cánh vỗ nhẹ, môi nhấp nháy, gần trăm mai âm sát thiên lôi phân phát cho chúng nữ đều thu trở lại lúc này mới lặng yên không một tiếng động hóa thành một đoàn quỷ ảnh vô cùng cẩn thận tiềm hành vào trong cuộc chiến chu thiên liễm tức thật không hổ là bí thuật tuyệt đỉnh truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ đàm đài băng vân lúc trước cũng dựa vào bí thuật này lấy tu vi trúc cơ kỳ lừa bịp được tu sĩ nguyên anh nếu tình huống bình thường sợ rằng lôi động vô pháp dựa vào chu thiên liễm tức thật tránh né cường giả hóa thần truy tung điều tra nhưng mà lúc này thiên quỷ vương đang toàn tâm toàn ý chiến đấu, thậm chí có chút chật vật tránh né công kích của u minh quỷ đế, làm gì còn dư lực mà quan tâm tới bọn người lôi động? u minh quỷ đế rốt cục cũng vô pháp duy trì lần thứ hai thi triển minh thần chân ngôn thuật, nhưng lúc này đây thời điểm trong miệng của hắn nói ra mấy chữ này lực lượng trong cơ thể hầu như bị thiêu cháy toàn bộ, điều đó không có khả năng người không có tư cách lý giải thời gian pháp thiên quỷ đế vết thương trồng chất rốt cuộc trong ánh mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi trong cấp bậc quỷ đế có thể lý giải một ít ảo diệu của thiên địa không gian pháp tác đó là chuyện đương nhiên nhưng mặt thời gian pháp tác là thiên địa pháp tác cực kỳ thâm sâu trình tự rất cao muốn viễn siêu không gian pháp tác thế nhưng thiên quỷ đế nói ra lời này thời gian trong phạm vi mười trượng chung quanh hắn dường như đã động lại hoàn toàn vẻ mặt của hắn, nhãn thần, đều kinh ngạc không hiểu. Lôi động đã mai phục ở bên ngoài cách mấy chục dặm, U Minh quỷ đế vừa nói xong. Hắn đã thuấn di tới. Gần như là cùng lúc đó, cầm trong tay gần trăm mai âm sát thiên lôi. Ném về phía của thiên quỷ đế. Nhưng mà chuyện cực kỳ quỷ dị xảy ra, âm sát thiên lôi lúc này. Tiến vào phạm vi mười trượng của U Minh quỷ đế sử dụng thời gian pháp tác cũng ngừng lại trên hư không giống như thời gian thật sự ngừng lại cảnh này khiến lôi động nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm đối với không gian pháp tác hắn chỉ biết rõ được một chút da lông mà thôi về phần khống chế thời gian thứ này không phải là thứ hắn có thể suy nghĩ tới nói thì chậm việc xảy ra thì nhanh trên thực tế từ khi thiên quỷ đế bị thời gian động lại hắn bị ngừng lại cũng chỉ ba hô hấp mà thôi thiên quỷ đế lúc này trong miệng vừa nói ra chữ cuối cùng tác mặc danh kỳ diệu đột nhiên hắn cảm thấy chung quanh có một đống lớn các quả kỳ dị oanh 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 gần trăm mai âm sát thiên lôi đồng thời nổ tung lực lượng nổ tung vô cùng mạnh mẽ cho dù một kích toàn lực của cường giả hóa thần cũng không đạt được uy thế như vậy âm sát khí cuồng bạo cuồn cuộn lên khắp bầu trời không gian trong nháy mắt bị phá hư nghiêm trọng, tạo thành một cái lỗ thủng tối tăm cực lớn. Đây chính là chỗ kỳ dị của không gian pháp tác. Đối với đám người lôi động mà nói, thiên quỷ đế bị ngừng lại trong ba hô hấp. Nhưng mà, đối với cảm thụ bản thân của thiên quỷ đế mà nói, ba hô hấp này không tồn tại. Thời điểm hắn nói câu nói kia, hắn cảm giác mình nói liền mạch. Không có gì không bình thường cả hắn chỉ kỳ quái vì sao ở xung quanh thân thể lại có một đống thứ kỳ dị như thế mà thôi. Cũng bởi vì như thế, trong chớp mắt hắn bị kinh ngạc. Nhưng chính trong chớp mắt này, khiến cho thiên quỷ đế, không kịp phá vỡ không gian chạy thoát. Lồi động lúc này, thừa dịp chạy ra bên ngoài, khi hắn ném xong. Liền nhanh chóng thuấn di ra phía sau. Không gian dập dờn bồng bềnh, cũng lan tràn ra xa mấy trăm dặm. Nhưng mặt thời điểm ba động từ từ tiêu thất, thân ảnh của Thiên Quỷ Đế chậm rãi di động hiện ra trước mặt Lôi Động. Thiên Quỷ Đế lúc này đã thê thảm tới trình độ khủng bố. Tay phải và chân trái đã hoàn toàn tiêu thất, trên thân thể đã xuất hiện vô số lỗ thủng. Không phải là u hồn thể, sinh mệnh lực quả nhiên là cường hãn cực kỳ. Lôi Động không nhịn được mà hoảng sợ, đây quỷ đế cũng quá kinh khủng bị gần trăm mai âm sát thiên lôi nổ gần như thế, chính diện oanh kích. Còn không hồn phi phách tán. Lôi động, chẫm muốn ngươi chết. Thiên quỷ đế quát lên, sau đó thân thể không trọn vẹn của hắn dài ra. Nhưng mà thân thể của hắn lúc này đã bán trong suốt như ẩn như hiện. Giống như u hồn thể không duy trì được bao lâu. Hừ, ta thấy ngươi tự bảo vệ mình còn khó khăn đấy. Lôi động từng bước một đi tới hôm nay, cũng không phải hạng người đơn giản kể từ bây giờ trên thân của thiên quỷ đế khí thế yếu ớt hình tượng trong suy đoán của hắn còn kém hơn vừa rồi gần trăm mai âm sát thiên lôi nổ tung cho dù không giết được hắn cũng lấy đi nửa cái mạng không còn ở trạng thái toàn thịnh nữa tiểu bối càn rỡ song phương đã xé rách ra mặt cho nên thiên quỷ đế cực kỳ hận lôi động thân hình hư ảo bước vào trong hư không từng mũi tên màu đen sắc nhọn không biết từ nơi nào bắn ra từ bốn phương tám hướng bắn về phía của lôi động. Một chiêu này, tuy rằng vẫn đáng sợ như trước, nhưng so với thời kỳ đỉnh phong hắn thi triển ra, không thể nghi ngờ là khác biệt một trời một vực. Lôi động vỗ đôi cánh của mình, lợi dụng tu la chi dực sử dụng không gian thuấn di. Trực tiếp lóe xuất hiện ở cách đó vài dặm Ở trước mặt quỷ khí um tùm, vạn quỷ phiên vô cùng âm trầm trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của lôi động, sau đó đón âm phong của thâm huyên, bay phất phơ. Chi chi chi. Sau khi bấm pháp quyết Trung phẩm pháp bảo vạn quỷ phiên, có vô số âm hồn lệ quỷ liên tiếp cuộn trào xuất hiện bên ngoài, bao phủ chu vi vài dặm quanh lôi động. Không ngừng xoay tròn bay lượn, mỗi một con lệ quỷ đều phát ra tiếng rít bén nhọn. Mấy vạn lệ quỷ tụ họp lại, uy thế cỡ này, giống như quỷ hải không bờ bến. Tu vi thấp sẽ bị dọa sợ mất mật, chiến lực hoàn toàn biến mất chương 602, ta muốn ngươi chết thượng. Nguyên bản trong cửu u thâm nguyên này, ngay cả u minh quỷ khí thập phần rồi giáo. Cho nên đám hồn lệ quỷ này, từng con đều hưng phấn kêu cạc cạc, hình thể cũng lớn hơn vài phần. Bề ngoài càng hung tàn. Thật ra u minh đại pháp của lôi động, cũng là bắt trước hoàn cảnh của minh vực này, ở đây, chính là u minh quỷ khí tự nhiên. Hoàn cảnh và chất lượng vô cùng tinh thuần. U minh đại pháp của lôi động cũng chỉ là bắt trước hoàn cảnh mà thôi. Múa dìu trước cửa lỗ ban. Lúc này, cho dù thiên quỷ đế suy yếu tới mức tận cùng, thấy thế cũng hừ lạnh một tiếng, nói. Chấm sẽ cho ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là lệ quỷ đại trận chân chính. Nói xong, miệng quỷ mở ra, một cờ xí tối tăm đón gió lớn lên. Quỷ chiều hung mãnh, giống như sóng to gió lớn trên đại dương, cuốn về phía lôi động hai phe lệ quỷ hung hăng đụng vào nhau nhưng mà phe bên phía lôi động mặc kệ là chất lượng hay là số lượng cũng kém hơn thiên quỷ đế rất nhiều lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa thiên quỷ đế hiện giờ suy yếu cực độ nhưng hắn vẫn như trước là quỷ đế sức chiến đấu có thể khinh thường sao sau khi vừa tiếp xúc ngay cả lệ quỷ bên phía của lôi động đều bị diệt thường thường cần phải cách biệt ba lần mới có thể tiêu diệt một con của đối phương nhưng lôi động tạm thời không lo lắng, vừa đánh vừa lui. Tiểu U đã nhận mệnh lệnh của hắn, bắt đầu lợi dụng không gian thuấn di thuật của nàng. Vận chuyển quân cho lôi động. Duy nhất khiến lôi động có chút không sờ được là U Minh quỷ đế lão nhân ra. Rốt cuộc đang ở địa phương nào? Vừa rồi hắn dùng toàn lực thi triển thời gian động lại. Đột nhiên tiêu thất, nhưng mà lôi động cũng không lo lắng U Minh quỷ đế sẽ ra tay với mình vừa rồi âm mưu của thiên quỷ đế thực hiện được u minh quỷ đế đã cực kỳ xem trong với tiểu u mà lôi động hắn lại là chủ nhân huyết tế của tiểu u tính mệnh tương liên nếu lôi động hắn chết thì tiểu u thân là quỷ phó cũng phải chết không thể nghi ngờ nhưng lôi động từ nhỏ tinh tu u minh đại pháp hiện giờ nghiên cứu và lý giải với u minh đại pháp cũng không hời hợt có thể nói trong hoàn cảnh u minh quỷ khí thuần khiết thế này đối với hắn cũng là hoàn cảnh sân nhà luận chiêu số mà nói lôi động lợi hại nhất phải kể tới hắc long ngâm u minh quỷ khí nơi đây gần như ngừng tụ thành thực chất đánh ra một kích uy lực tuyệt đối không tầm thường bình thường ở bên ngoài hắn thi triển một chiêu này thường thường cần một đoạn thời gian rất dài muốn thi triển lần thứ hai cũng khó khăn nhưng ở chỗ này lôi động đã sớm phát hiện ra hoàn toàn sử dụng u minh quỷ khí hắc long ngâm uy lực so với thi triển bên ngoài còn mạnh hơn gấp 2 lần. Hơn nữa tùy theo đại lượng u minh quỷ khí bổ sung, rất nhanh sẽ thi triển được lần thứ hai. Sau khi thối lui, lôi động liền thi triển hắc long ngâm, dưới u minh quỷ khí nồng đậm thế này. Giống như trường giang và hoàng hà chảy ngược liều mạng ngưng tụ trong thân thể của nó. Đánh ra hắc long bào hao, hình tượng càng thêm phách mãnh. Thiên quỷ đế đối với chút thực lực của lôi động, cho rằng chỉ là con nít chơi đùa pháp thuật tiện tay chống đỡ một chút lực đánh vào cường đại trực tiếp chấn đắc hắn bay ra ngoài mười trượng hồn thể hơi bất ổn điều này đối với thiên quỷ đế hắn không dám khinh thường lôi động nữa nếu hắn thời kỳ toàn thịnh công kích như thế này hắn không quan tâm tới nhưng mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể so sánh được với quỷ vương trung giai không mạnh hơn bao nhiêu nhiều nhất chỉ hơn ở kinh nghiệm chiến đấu và pháp tắc mà thôi ngay cả quỷ vương cao giai còn không bằng nhưng ngay cả như vậy thiên quỷ đế hoàn toàn suy yếu cũng không phải lôi động một mình có thể ngăn cản được có được viện quân dưới sự trợ giúp của tiểu u rất nhanh đã đi vào trong chiến trường trừ sắc mặt đông phương phức hơi có chút trắng bệch bị thương nguyên khí ra uyển ngôn và thích phỉ phỉ đều tráng kiện đầy đủ sức lực cho tới lúc này cũng không có ai khách khí với thiên quỷ đế nữa từng người đều cho quỷ tướng, chiến sủng ra ngoài, mỗi người đều có cực phẩm quỷ tướng. Cộng thêm chiến long quý hiếm, tập kết một cổ thực lực không nhỏ. Gia nhập vào trong chiến đấu, cũng không giao chiến chính diện với thiên quỷ đế. Mà là giết chóc đại quân lệ quỷ của thiên quỷ đế. Biểu hiện bắt mắt phải kể tới huyền băng long của Đông Phương Phước. Long có huyết mạch cao quý, chiến lực cường đại, phun một ngụm băng khí. Thường thường sẽ đông chết một đám lệ quỷ lôi động vào uyển ngôn có hai đầu phệ hồn ảnh hồ cũng là chiến sủng bất phàm tuy rằng chúng nó trên phương diện huyết thống kém hơn huyền băng long một bậc nhưng phệ hồn ảnh hồ hai chữ phệ hồn đại biểu cho khắc tinh của quỷ tộc u hồn thề u hồn thuần túy là thức ăn của phệ hồn ảnh hồ giống như sói và dê tung hoành bễ nghẽ đấu đá lung tung há mồm hút một cái liền có một đống lớn lệ quỷ kêu gào thảm thiết thôn phệ vào bụng Tỷ lệ quỷ trí tệ thấp, nhưng cũng theo bản năng biết được khắc tinh. Cho nên khí thể yếu đi vài phần. Về phần hai con cực phẩm quỷ tướng mới của Thích Phỉ Phỉ, thực lực còn yếu. Tạm thời không dám lấy ra mạo hiểm, nhưng con rùa của nàng, lực phòng ngự vô cùng xuất chúng. Gầm thét biến lớn, cho đến khi biến thành tòa núi nhỏ, lực sát thương tuy không mạnh, nhưng hấp dẫn rất nhiều hỏa lực. Các quỷ tướng, giết lệ quỷ cũng giống như chém rau thái dưa, nhẹ nhàng như thường. Gần như đồng thời, ngay cả Tiểu U ở bên trong, tất cả mọi người đều tế vạn quỷ phiên. Chiến thuật vạn quỷ phiên của Lôi Động vào lúc này chiếm được lợi thế không tệ. Số lượng lệ quỷ của nhiều người hợp lại đã đạt đến hơn 10 vạn dậm giáp. Trong không gian có phương viên hơn 10 dặm, được u minh quỷ khí nồng đậm ảnh hưởng. Từng con biến thành lợi hại hơn, giống như con cá tiến vào trong nước, vô cùng vui sướng. Song phương ác chiến, đúng là long trời lỡ đất, quy mô to lớn nhưng mà thiên quỷ đế vẫn chiếm cứ phượng phong như trước song phương khống chế số lượng lệ quỷ không kém nhau nhưng không chịu nổi lệ quỷ lợi hại của thiên quỷ đế hơn nữa thiên quỷ đế tinh thông không gian pháp tắc vào thời khắc mấu chốt cũng không chịu nhàn rỗi tự mình xuất thủ đánh lén đám quỷ tướng chiến sủng của lôi động tuy rằng đám người lôi động tiểu u nhất tề tiếp viện nhanh chóng không ngừng đem chiến trận thay đổi liên tục nhưng cuối cùng cấp bậc chiến thuật kém nhau quá xa nên hắn vô cùng đau đầu. Không dám buông tay buông chân thi triển, từng con quỷ tướng chiến sủng đều bị Thiên Quỷ Đế kích thương. Không thể không kéo ra hậu phương tĩnh dưỡng, cũng bởi vì Thiên Quỷ Đế hiện giờ bị thương quá nặng, thực lực giảm mạnh. Vô pháp miễu sát được bọn chúng mới khiến cho sức chiến đấu cao cấp bên lôi động. Không có xuất hiện hao tổn. Chương 603: Ta muốn ngươi chết hạ phanh tương đương, thiên quỷ đế bằng vào lý giải thâm hậu đối với không gian pháp tác. Hành tung xuất quỷ nhập thần, thừa dịp uyển ngôn không tra ra được xuất hiện ở phía sau. Hung hăng đánh một quyền vào lưng của uyển ngôn. Uyển ngôn miệng phun máu tươi, liền dùng âm sát đại pháp ngưng tụ âm sát thiên lôi. Cũng trả thù một kích đánh lén của thiên quỷ đế, cũng nổ tung làm hắn không dễ chịu gì. Sư tỷ mắt thấy Đinh Uyển Ngôn bị một quyền đánh trọng thương mà hôm nay lôi động nghẹn khuất đã lâu. Rốt cục sắc mặt nhịn không được đại biến, gầm lên một tiếng. U minh quỷ khí trong thâm nguyên không ngừng tiến vào trong cơ thể của lôi động. Mà cùng lúc đó, nhãn thần của lôi động từ từ lạnh lẽo, trong đó ẩn chứa lãnh khóc. Cũng mang theo tàn nhẫn và hung ác. Gần như cùng lúc đó, khí tức cuồng bạo cường đại thoát ra, từ trên người hắn tản ra làm cho một đám lệ quỷ giống như lá phong dụng bay ra phía sau khí thế của hắn thật ra cực kỳ giống như u minh quỷ đế phục dụng ma quỷ bá đạo mà mãnh liệt ma đế biến dù sao cũng là lão yêu quái sống hai ba ngàn năm thiên quỷ đế cũng là hạng người kiến thức rộng rãi thần tình của hắn xuất hiện thần sắc kinh ngạc lại nói ma đế biến ở thời kỳ thượng cổ cũng là công pháp cực kỳ chứ danh chỉ có Ma Đế trong Ma Đế Tông mới có tư cách tu luyện. Nhưng trong thời kỳ hỗn chiến thời thượng cổ, thực lực mạnh mẽ, Ma Đế Tông khí phách vô song. Cũng tập thể tiêu thất, từ đó về sau không ai thấy bóng dáng nữa. Cũng từ đó, Ma Đế Tông khi xưa đã từ từ bị nhân thế lãng quên. Nhất là sau khi trải qua thời kỳ hắc ám thượng cổ, rất nhiều ghi chép về tai nạn bị tổn hại. Thế cho nên ngày hôm nay không có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ năm vạn năm trước còn có một ma đế tông, khi nhắc tên cũng làm cho vô số tông môn rung sợ. Thiên quỷ lão nhi, lôi động cảm thụ được thân thể của mình lúc này, khi thế bàng bạc đang kéo lên. Lấy nhãn thần ngạo nghễ, cao cao tại thượng nhìn xuống thiên quỷ đế. Không kiềm nén được tức giận khi ái thê bị thương, nói. Ta muốn ngươi chết, hừ, lôi tiểu tử, ngươi cho rằng thừa kế thượng cổ ma đế di trạch. Là có thể giết thần diệt Phật, vô địch thiên hạ sao? thiên quỷ đế sau khi bị giật mình cũng nhanh chóng ngưng thần tĩnh khí sau đó âm trầm nói ra tranh lệch chính là tranh lệch dám ở trước mặt ta xuất khẩu cuồng ngôn ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hiện thực lôi động không rên một tiếng hai cánh vỗ liên tục thân hình mông mông lung lung hóa thành tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh hướng thiên quỷ đế bay đi tốc độ cực nhanh đã vượt xa cực hạn của tu sĩ kim đan rồi làm cho người ta trong lúc nhất thời có chút khó mà tin được. Bằng vào ma đế biến mang đến lực lượng cường đại, cộng thêm trong tu la chi dực ẩn chứa không gian pháp tác. Cho nên lôi động cũng nắm không gian chi lực trong tay, hắn đã đạt tới cực hạn. Hơn nữa lôi động vận hành chu thiên liễm tức thuật hành tung quỷ mị mà phiêu giật. Bang bang phanh tương đương, lôi động và thiên quỷ đế đều xuất quỷ nhập thần, giao kích hai ba cái sau đó tiêu thất vào trong không gian lực lượng cường đại sau khi va chạm sẽ tạo thành từng gợn sóng trong không gian nhưng rất rõ ràng mặc dù lôi động tinh tu u minh đại pháp lại ở trong u minh thâm uyên thi triển ma đế biến có vô số lực lượng ở ngoại giới tiến vào cơ thể bổ sung tiêu hao nhưng trung quy không phải đối thủ của thiên quỷ đế cho dù thiên quỷ đế thường thế cũng làm cho hắn khó mà phát huy được năm thành lực lượng trong đối chiến lôi động vẫn như trước rơi vào thế hạ phong công tử tiểu u đến trợ giúp ngài một tay thiên linh quỷ tiểu u mặc dù thân là quỷ tướng cao giai nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm sớm lĩnh ngộ không gian pháp tác miễn cưỡng có thể tham gia vào tiết tấu đối chiến của bọn họ thân hình nhoáng lên gia nhập vào trong chiến trường đông phương phức vào uyển ngôn còn có thích phỉ phỉ tuy lúc này tạm thời an toàn nhưng trung quy vẫn bị thương không nhẹ chỉ có thể đoàn kết cùng một chỗ chỉ huy đại quân lệ quỷ kiệt lực phòng thủ nhưng liên quan tới chiến đấu của tu sĩ biết không gian pháp tắc các nàng trong lúc nhất thời đúng là không xen tay vào được giờ này khác này chuyện duy nhất có thể làm chính là không làm liên lụy lôi động uyển ngôn vừa mới bị thiên quỷ đế đánh lén một lần tuy rằng có chút bị thương nhưng cũng không tới mức trí mạng dù sao Uyển Ngôn cũng là kim đan trung giai, nhưng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Mà thiên quỷ đế cũng không ở trong trạng thái đỉnh phong. Có tiểu u trợ giúp, lôi động nhất thời dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu u thân là thiên linh quỷ cấp bậc quỷ tướng cao giai, Lại nắm giữ một chút không gian pháp tắc cũng không thể khinh thường. Khiếm khuyết duy nhất, sợ rằng phải kể tới thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Chủ tớ hai người, sau khi huyết tế, tâm ý tương thông liên thủ với nhau là chuyện vô cùng đơn giản tuy rằng vẫn rơi vào hạ phong như trước nhưng cũng miễn cưỡng có thể hao tổn gần chín thành lực lượng của thiên quỷ đế đánh lâu với thiên quỷ đế không phân trên dưới rốt cục đem ngọn lửa đốt tới uyển ngôn đông phương phức bên kia nhưng ba nữ nhân cũng không phải là người đơn giản tập kết quỷ tướng chiến sủng thụ thương tuyệt đối không cấp thiên quỷ đế có bất kỳ thời cơ lợi dụng thiên quỷ đế dương nanh múa vuốt ba phen mấy bận không thể lợi dụng thời cơ trái lại bị lôi động và tiểu u nhân đúng cơ hội đó cả hai ra tay vô cùng độc ác thiên quỷ đế thấy tình thế dường như không ổn thân hình suy yếu lui về phía sau xé rách không gian muốn bỏ chạy nhưng mà lôi động lại biết nếu để tùy ý thiên quỷ đế chạy thoát sợ rằng sau này phiến toái không ngừng sinh hoạt sau này sẽ sinh ra bóng ma đang theo dõi cùng tiểu u đuổi theo, dựa vào đại lượng dược vật hấp thu năng lượng cực phẩm linh thạch để tiếp tục duy trì thôi động ma đế biến. Lôi động lúc bình thường tu luyện rất biến thái. Bình thường dùng ma đế biến để giảm bớt lực lượng thể lực trong cơ thể, đạt tới mục đích tu luyện cực hạn mới có thể miễn cưỡng duy trì được, không đến mức tan vỡ hoàn toàn. Một đuổi một chạy, không bao lâu liền bay đi trăm dặm khạc khạc lôi động ngươi lý giải với với không gian pháp tác thực sự quá nông cạn bỗng nhiên thiên quỷ đế xuất hiện phía sau của lôi động đánh ra một quyền đánh trúng lưng của lôi động lôi động miệng phun máu tươi trực tiếp bay về phía trước lực lượng toàn thân bộc phát cũng muốn thừa nhận một kích kia tiêu thất đi bảy tám phần nhưng vào lúc này một cổ hấp lực vô cùng khổng lồ hung hăng kéo lôi động lại bỗng nhiên thần niệm đảo qua, trong đầu xuất hiện một vòng xoáy. Chương 604, hiểm tử hoàn sinh. Lập tức thầm nghĩ không ổn, loại hấp lực này lên thân thể của mình. Rất rõ ràng là một vòng xoáy u minh. Lồi động trước kia đã kiến thức qua chỗ lợi hại của vòng xoáy u minh, lấy tu vi của mình. Cộng với lực lượng thừa còn lại, một khi bị cuốn vào trong vòng xoáy. Tuyệt đối không có khả năng chạy trốn, kết cục chính là hình thần câu diệt. Lúc này hai cánh vỗ mạnh, nỗ lực sử dụng không gian thuấn di, thoát khỏi vòng xoáy. Nhưng mà, chuyện quỷ dị đã xảy ra, vòng xoáy u minh kia, hấp lực rất mạnh. Cho nên đã hút thân thể của lôi động vào vòng xoáy một nửa, cường ngạnh kéo vào bên trong. Lôi động dãy dụa điên cuồng. Vòng xoáy u minh, ở trong minh vực còn có một tên gọi khác là vòng xoáy tử vong. Thứ nhất là, trong cơ thể tu sĩ có u minh quỷ khí, được gọi là lực lượng tử vong. Thứ hai, hàng năm không biết có bao nhiêu sinh vật minh vực tu sĩ bị vòng xoáy minh vực xuất quỷ nhập thần này hút vào, hình thần câu diệt. Ba phen mấy bận nếm thử, lôi động không cách nào thoát khỏi vòng xoáy. Ngược lại càng bị hút vào sâu bên trong. Trên mặt cười khổ, thầm nghĩ chẳng lẽ nhân sinh của mình đã đi tới cuối cùng rồi sao? Chết dưới vòng xoáy u minh này sao? Cũng do mình nỗ lực tu luyện u minh đại pháp đi hấp thu khống chế vòng xoáy u minh ngưng tụ cao độ. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì, thứ nhất là u minh quỷ khí ngưng tụ trong vòng xoáy, thực sự mạnh mẽ, cũng không cách nào hấp thu sạch sẽ, cho dù là hút được, cũng chỉ là một phần vạn, thậm chí là không đáng nhắc tới. Thứ hai, nhưng u minh quỷ khí này phi thường cuồng bạo, sau khi hút vào thể nội, không luyện hóa chúng ngay, sẽ tiến vào trạng thái nhập ma. Công tử, nô tỳ tới thân hình mảnh mai của tiểu U nhanh chóng tiến vào, xuất hiện ở cách lôi động vài chục trượng. Thế nhưng rất rõ ràng, sau khi nàng tiến vào vòng xoáy, cũng không có năng lực thoát khỏi. Lực xé rách cực lớn, hung hăng kéo nàng vào bên trong. Nhưng tiểu U cũng không quan tâm, liều mạng thi triển độn thuật. Chống cự lực lượng của vòng xoáy, giống như một cái ao nước. Từng giọt từng giọt tiếp cận lôi động mà khoảng cách 10 trượng giữa hai người, đối với hai người bình thường mà nói, là cự ly không quá xa, một cái là có thể nhảy qua. Thế nhưng ở chỗ này, giống như một cái lạch trời, không cách nào vượt qua được. Thẳng đến khi còn mấy trượng, Lôi Động cùng nàng đã bị xoay tròn kéo vào sâu trong vòng xoáy. Càng gần trung tâm thì lực xé rách càng mạnh, cương khí hộ thể của Lôi Động đã bị phá. Quất thẳng vào thân thể của hắn, bạn đang đọc truyện tại truyện phun vkvk truyện phun mà tiểu u cũng lung lay sắp đổ tiếp tục liều mạng tiếp cận lôi động đáng sợ nhất chính là mà đề biến của lôi động đã mang đi tất cả lực lượng của hắn cho dù là lực lượng của mỗi tế bào cũng đã tiêu biến sạch sẽ siêu thân thể của lôi động giống như một miếng lá rụng lấy tốc độ cực nhanh mà xoay qua lại trong vòng xoáy công tử tiểu u thất kinh kêu một tiếng, liều lĩnh đoán chắc phương hướng. Thuấn di trong nội bộ vòng xoáy. Nhưng mà tiểu u nắm giữ đối với không gian lực chỉ ở trạng thái gia lông. Hơn nữa trong vòng xoáy là chỗ đặc thù như vậy, nàng làm gì có thể thuấn di tinh chuẩn được. Trong thời khắc mấu chốt này, bên tai của tiểu u truyền tới một âm thanh nhu hòa mềm mại. Ai, nhà đầu ngốc. Chậm nói, ngươi sẽ đạt tới mục đích của mình một cổ lực lượng thần bí nhẹ nhàng nâng nàng lên vứt nàng xuống bên cạnh lôi động đã mất đi ý chí toàn thân huyết nhục mơ hồ tiểu u vừa mừng vừa sợ vội vàng ôm lấy lôi động vận chuyển lực lượng bảo vệ hắn bằng không không dùng bao nhiêu thời gian thân thể của lôi động sẽ bị vòng xoáy xé nát thân thể một tu sĩ kim đan tuy rằng mạnh mẽ nhưng đối với lực lượng xé rách cuồng bạo này vẫn không cách nào chống lại đa tạ bệ hạ cứu giúp tiểu u mở hai tay, vững vàng ôm lấy lôi động, có chút vui mừng nói vào trong hư không? Hừ, không phải là ta cứu hắn, mà là cứu ngươi. Trong âm thanh của u minh quỷ đế, dường như cực kỳ bất mãn với lôi động, khinh thường nói. Chỉ là một nhân loại kim đan, cũng dám đem một thiên linh quỷ vĩ đại huyết tế làm quỷ bộc. Mà thôi, mà thôi. Nếu như hắn chết, ngươi cũng không sống một mình được. Chậm nói, đi vào trong trung tâm vòng xoáy lực lượng thần bí trực tiếp đem một đôi chủ tớ xé mở không gian vứt xuống trung tâm của vòng xoáy sau đó âm thanh của u minh quỷ đế lại vang lên tiểu u đây là trung tâm của vòng xoáy ẩn chứa một đoàn u minh tinh hoa khó có được ta chỉ hấp thu một phần ba trong đó ta truyền cho ngươi một thiên pháp quyết ngươi dùng nó hấp thu chúng đi từ đó về sau u minh thể chất của ngươi sẽ nhận được cường hóa tăng cường mạnh mẽ nhưng cũng có thể nhân cơ hội này thoát ra khỏi huyết tế trói buộc không cho tiểu u phân thần một thiên pháp quyết minh vương thối thể thuật đã ấn vào trong trí nhớ của nàng về phần thoát khỏi ảnh hưởng của huyết tế u minh quỷ đế cũng không có nói sai bởi vì trong toàn bộ quá trình thì tương đương với việc đem thân thể của tiểu u giải trừ toàn bộ một lần nữa rèn luyện thành một thân thể mới tự nhiên là vậy thể chất của nàng sẽ tiến hóa lên cấp độ cao hơn còn có thể thoát khỏi ảnh hưởng của huyết tế. Bởi vậy có thể thấy được U Minh Quỷ Đế đối với Tiểu U xem trọng như thế nào. Sở dĩ vừa rồi cho Tiểu U cứu lôi động thứ nhất trước khi thối thể. Nàng và lôi động có quan hệ huyết tế chủ bộc, lôi động chết, căn cứ huyết tế pháp tác. Thì Tiểu U sẽ chết theo. Thứ hai, cũng khiến Tiểu U cứu hắn một lần, thoát khỏi thân phận chủ tớ, cũng là đương nhiên. Nhưng mà tính toán của U Minh quỷ đế rất tốt, nhưng đã quên đi tâm ý của Tiểu U. Tiểu U là một nha đầu thông minh lanh lợi, nói với U Minh quỷ đế. Đa tạ bệ hạ thành toàn, nhưng mà, để báo đáp yêu ái của chủ nhân cho ta. Cộng với tình cảm lúc khẩn yếu quan đầu cứu Tiểu U. Xin mời bệ hạ phù hộ cho thê tử, bằng hữu của chủ nhân với. Sao? U Minh quỷ đế có chút do dự, sống chết của những người kia, quan hệ cái lông gì với hắn? Sau khi hắn sử dụng ma quả, hắn suy yếu cực độ bệ hạ, lôi động đối với tiểu U Phi thường tốt, thân nhau giống như huynh muội vậy. Nói vậy, bệ hạ cũng đã thấy, lôi động không cho thiên quỷ đế thương tổn tiểu U. Tình nguyện liều mạng ẩu giả với thiên quỷ đế. Tiểu U có chút lo lắng nói. Nếu như thê tử và đồng bạn của lôi động chết, lôi động nhất định sẽ thập phần thương tâm. Đến lúc đó, tiểu U cũng sẽ thương tâm không thôi, trong lòng sẽ lưu lại bóng ma từ nay về sau vô vọng tấn chức quỷ đế, xin bệ hạ ca ca thành toàn, van cầu ngài. Cầu van cầu bệ hạ ca ca vừa ra, có lẽ bởi vì u minh quỷ đế, đúng là vô cùng coi trọng. Xem trọng tiểu u, không đành lòng bác bỏ lời cầu xin của nàng. Cũng chỉ có thể đáp ứng, nhiều lắm, lần này chỉ tốn vài năm để khôi phục mà thôi. Chương 605, bổn mạng quỷ khí của tiểu u. Dù sao, lần này đã tìm được người thừa kế rồi. Hơn nữa còn sớm dùng U Minh tinh hoa tẩy tủy phạt cốt. Cho nên Minh Vương thối thể quyết đã có người kế thừa. Trong Thiên Linh quỷ vốn có một loại hấp dẫn mặc danh kỳ diệu. Đây cũng không phải hấp dẫn của lực lượng ái tình, mà loại cảm giác này giống như là thân nhân, cảm giác thập phần quen thuộc. Lúc còn trẻ, U Minh quỷ đế cũng đã làm sai rất nhiều chuyện. Để dã tâm, để sự thống trị, để sợ hãi để leo lên vị trí quỷ đế đích thân hắn kết thúc tính mạng của quỷ đế tiền nhiệm người đã tìm được hắn nuôi nấng hắn giáo dục hắn quỷ đế đó như sư như phụ như thầy như cha để không đến mức dẫm lên vết xe đổ hắn cũng dựa vào cảm ứng đặc thù của thiên linh quỷ tìm kiếm thiên linh quỷ đời sau sau đó giết chết tới khi về già hắn mới bởi vì việc này mà canh cánh trong lòng hối hận không thôi thế nhưng chuyện đã sai rồi đã làm sai rồi vô pháp vãn hồi đây cũng là vì hắn đối với tiểu u là thiên linh quỷ thế hệ này bảo vệ như vậy thậm chí còn không tiếc tính mạng của mình lại nói tới thiên quỷ đế sau khi hao hết tâm lực tính kế lôi động cũng bởi vì tức giận đã giải trừ cho nên đem ma chảo nhắm vào đám thê tử và bằng hữu của lôi động giống như giết chết những người này mới có thể che lấp tức giận trong nội tâm của hắn khi bị lôi động làm trọng thương. Hắn sống hơn 2.000 năm từ khi tu luyện tới quỷ đế tới nay, đây là lần đầu tiên. Bị một đám tu sĩ kim đan ép đến mức này. Ngay cả thiên quỷ đế thuấn di vài lần muốn xuất thủ với các nàng. Chín cái trận kỳ, một con u minh dị thú xuất hiện trong trận kỳ. U minh lão quỷ, thiên quỷ đế vội vàng dừng tay, vạn phần kinh khủng bay ngược ra phía sau cái u minh hắc sát trận này vô cùng lợi hại cho dù thiên quỷ đế vào thời kỳ toàn thịnh cũng không dám tiến vào u minh hắc sát trận chớ nói chi hiện tại trọng thương yếu ớt thế này một khi rơi vào trong đó hắn phải chết không thể nghi ngờ thiên quỷ đế muốn kích u minh quỷ đế đi ra nhưng khuyết thiếu tiểu u làm uy hát iota u minh quỷ đế cáo già làm sao bị khích mà căn cứ ước định với tiểu u bảo hộ chúng nữ trong u minh hắc sát trận nhưng mà, hắn cũng hảo tâm cho bọn người đinh huyền ngôn biết lôi động không chết. Đang cùng tiểu u tu luyện, cần thời gian 3 tháng mới xuất quan. Lúc này mới làm cho chúng nữ ổn định lại, an tâm ở trong u minh hắc sát trận chữa thương. Cùng thiên quỷ đế đánh một trận. Các nàng bởi vì không hiểu được không gian pháp tác cho nên không có tác dụng gì. Nhưng mỗi người bị thương không nhẹ. Nguồn chuyện, chuyện phun thiên quỷ đế cũng không dám tiến vào trong trận pháp bằng vào kiến thức mấy ngàn năm của mình hắn bày một cái trận đơn giản bởi vì trận pháp đơn giản cho nên công hiệu cũng đơn giản đó là cắt đứt sự liên lạc u minh quỷ khí trong không gian mười dặm khiến cho u minh quỷ đế vốn đã suy yếu tới cực điểm vô pháp lợi dụng u minh quỷ khí chữa thương phục hồi như cũ mà u minh hắc sát trận cũng từ từ suy yếu thậm chí thiên quỷ đế cũng đã đoán đại khái như vậy như vậy chỉ cần đợi một thời gian liền có thể làm u minh quỷ đế hao tổn chết mà sau khi lão quỷ này chết u minh hắc sát trận sẽ biến thành vật vô chủ chẳng phải tất cả sẽ tiện nghi cho thiên quỷ đế hắn sao huống chi trong vòng xoáy u minh còn thừa lại không ít u minh tinh hoa với thực lực của hắn bây giờ vô pháp bảo chứng bản thân mình an toàn tiến vào an toàn đi ra lại có u minh quỷ đế đang nhìn chằm chằm bên cạnh cho nên hiện giờ chỉ có thể chờ tiêu diệt u minh quỷ đế và mấy phụ nhân kia khôi phục thực lực hơn phân nửa hắn mới dám vào tiến vào vòng xoáy u minh hấp thu u minh tinh hoa đáng tiếc thiên quỷ đế đối với lôi động bị cuốn vào vòng xoáy u minh xác suất tử vong không cần nói cũng biết mà thần niệm hiện giờ suy yếu cũng không cách nào xuyên thấu qua vòng xoáy tiến vào trung tâm vòng xoáy điều tra thế cho nên hắn đã quên mất điểm mấu chốt lại nói lôi động bên này tiểu u năn nỉ u minh quỷ đế cũng đã học được minh vương thối thể quyết dưới ý niệm tương thông với nhau đưa vào trong đầu của lôi động đồng thời ôm chặt lấy lôi động không ngừng truyền u minh quỷ khí tinh thuần rót vào trong thân thể của hắn lấy thủ đoạn phụ trợ trợ giúp lôi động vận chuyển minh vương thối thể quyết lôi động lúc này thân thể đã sát biên giới tan vỡ cả người ý thức đã mất đi tỉnh táo hoàn toàn chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ trong đầu hiện ra một ít đồ án thê lương khó lường vận hành chân khí cùng với các loại văn tự huyền ảo đối với loại văn tự này lôi động nửa điểm không hiểu có thể nói cả đời này chưa từng gặp qua văn tự này nhưng ngay khi hắn mơ mơ màng màng đang nghi hoặc trong đầu của hắn hiện ra âm thanh của tiểu u giải thích ý nghĩa từng chữ một thế nhưng lôi động nhưng lại tảo đã không có bất luận cái gì lực lượng đến vận tác đây thiên minh vương thối thể quyết trên thực tế cho dù có lực lượng cũng khó lấy tu luyện đây minh vương thối thể quyết dù sao vật này chính là chuyên vi quỷ tộc sở thiết kế huyền ảo pháp quyết hoàn phải thiên linh quỷ tư chất tài năng tu luyện Tiểu U có chút bi thương mà bất đắc dĩ, người khác không biết thế nhưng nàng lại biết chủ nhân của mình Ma Đế Biến đã vận hành tới rồi cực hạn bớt thời giờ hắn tất cả lực lượng. Gia Chi U Minh lâu cơn xoáy cường đại lực sát thương đã khiến hắn ở vào gần chết trạng thái, dùng phổ thông phương thức quán thâu U Minh quỷ khí, lôi động đã vô pháp lợi dụng kỳ đến tẩm bổ kỳ thân khôi phục lực lượng nhìn thấy vẻ mặt si ngốc đầy máu của lôi động, không có biện pháp nhìn ra dáng dấp. Nhưng nàng không thể quên, ở chung với lôi động thời gian lâu như thế. Nàng càng không thể quên, đối mặt với thiên quỷ đế uy hát Iota thì. Hắn không chút do dự chắn trước mặt nàng, không tiếc đánh một trận với thiên quỷ đế cường đại. Nếu không phải hắn kiên trì, có việc nên làm, có việc không nên làm, tiểu u nàng. Sợ rằng đã sớm biến mất khỏi thế giới này rồi làm muội muội của hắn, có cảm giác được hắn bảo hộ thật tốt. Giống như Lôi Động đã nói trước đó, cho tới nay chẳng bao giờ chân chính xem nàng như quỷ bọc, mà đối đãi với nàng như muội muội của mình. Hơn nữa quan hệ của hai người cũng không phải bình thường, huyết tế thuật khiến cho hai người theo ý nào đó, đã thuộc về thể cùng sống cùng chết. Bởi vì như thế, khiến cho Tiểu U mới bằng mặt không bằng lòng với mệnh lệnh của U Minh Quỷ Đế không tiếc đem minh vương thối thể quyết u minh tinh hoa cấp cho lôi động. Thương cảm cho U Minh quỷ đế, lúc này đau khổ làm đủ chuyện. Hoàn toàn hy vọng Tiểu U sẽ đột phá cực hạn, kế thừa y bát vĩ đại của hắn. Tiểu U lúc này, đã không khác vì so với nhân loại, sắc mặt tái nhợt của nàng đỏ ửng. Đôi mắt từ từ nhắm lại, đôi môi nhỏ nhắn chu ra, hôn lên đôi môi tím bầm của lôi động. linh 606, Minh Vương Thối Thể Quyết Thượng đem một ngụm bản mạng quỷ khí tinh thuần quán thâu qua miệng của hắn u minh quỷ khí theo ngoại nhân nói đó là đại biểu cho lực lượng tử vong nhưng trên thực tế bất luận là người hiểu biết sâu về u minh quỷ khí đây là một loại lực lượng đại biểu cho sinh cơ thiên linh quỷ sở dĩ là thiên linh quỷ không chỉ riêng tư chất của bọn họ xuất chúng một ngụm bản mạng quỷ khí tinh thuần đó mới là căn bản khiến cho thiên linh quỷ tồn tại trên đời này mà bản mạng quỷ khí ở trên đời này chính là một trong những tiên dược chữa thương tốt nhất thần bí mà bừng bừng sinh cơ không biết qua bao lâu rốt cuộc lôi động cũng từ từ tỉnh lại thân thể và kinh mạch vỡ nát được bản mạng quỷ khí của tiểu u tư nhuận đã khôi phục được hơn phân nửa suýt nữa ý thức tiêu tán thần hồn hấp hối cũng dần dần thanh tỉnh mơ mơ màng màng nhìn thấy bờ môi băng lãnh của nàng không ngừng quán thâu bản mạng quỷ khí của nàng vào trong thân thể của hắn bản mạng quỷ khí lời động tinh tu ngự quỷ quyết làm gì không biết thứ tối trọng yếu sinh mệnh tinh hoa là gì đương nhiên thượng phẩm linh quỷ quỷ tướng có thể phun ra bản mạng quỷ khí vô cùng thưa thớt cho dù thành tâm cứu người cũng không thể xuất ra nhiều nếu là cực phẩm linh quỷ cũng có không ít bản mạng quỷ khí đó là căn bản tiếp tục sinh tồn tiến hóa nếu như cực phẩm linh quỷ dùng cứu người thật sự có thể miễn cưỡng cứu được một người sắp chết nhưng tùy theo đó cực phẩm linh quỷ sẽ biến mất nhớ lại bản mạng quỷ khí lôi động thất kinh vội vàng đầy tiểu u ra có chút oán trách nói tiểu u ngươi đang làm cái gì đó công tử bởi vì cấp nhiều bản mạng quỷ khí khiến cho u hồn thể của tiểu u đã trở nên suy yếu đến cực điểm mơ mơ hồ hồ nàng hiện giờ đã biến thành nửa trong suốt, làm gì giống như trước đây, không còn dáng đấp của một cô gái thanh thuần nữa, sắc mặt tái nhợt mà tiêu tụy, suy yếu nở nụ cười. Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi, được rồi, không nên nói nữa. Lôi động cũng là người thông minh, lập tức biết rõ tiền căn hậu quả, thấy rõ tiểu u dáng dấp gần như tiêu vong, vừa yêu thương lại vừa hổ thẹn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng sau đó cắn nát ngón tay đưa vào miệng nàng nói đến đây hút vài hớp máu của ta máu huyết của chủ nhân mình chính là dược vật khôi phục tốt nhất cho quỷ bộc nhưng máu huyết cũng không riêng gì tiên huyết nó ẩn chứa một nửa tinh khí thần của chủ nhân bị hút máu huyết một lần chủ nhân ít nhất phải tu dưỡng một tháng mới có khả năng khôi phục đại thương nguyên khí Tiểu U thật vất vả cứu sống lôi động, làm gì hút chứ, có chút làm nụng ôm lấy lôi động, nói. Không nên nha, công tử, không nên ép Tiểu U uống máu. Bộ dáng thần tình kia, giống như nàng cực kỳ chán ghét uống máu. Mặc kệ lôi động khuyên như thế nào, nàng vẫn kiên trì không uống lôi động làm gì không biết. Đó là vì Tiểu U đau lòng, tâm trạng nhịn không được thở dài một hơi. Công tử, ngài nhân lúc bản mạng quỷ khí của nô tỳ chưa tiêu tán, nhanh chóng vận hành minh vương thối thể quyết, hấp thu u minh tinh hoa, rèn luyện thân thể. Tiểu U thúc giục, nói. Về phần bản mạng quỷ khí của nô tỳ chậm rãi khôi phục lại. Đây là cơ hội khó có được, hy vọng công tử ngươi nghìn vạn lần không nên lãng phí nổi khổ tâm. Và bản mạng quỷ khí của tiểu U, bằng không nô tỳ sẽ đau lòng. Giống như ngài ăn không trả tiền vậy. Bị chụp cái mũ lớn như thế, lôi động cũng bất đắc dĩ dựa theo minh vương thối thể quyết bị ấn vào trong đầu bắt đầu vận hành tiểu u là phụ tá đối với những văn tự lôi động không hiểu nàng sẽ kiên trì giải thích từng chữ u minh tinh hoa đang phủ phiếm ngay giữa trung tâm của vòng xoáy thần bí mà khó lường bằng vào bản mạng quỷ khí lưu lại trong cơ thể lôi động thật sự có thể vận chuyển minh vương thối thể quyết thế nhưng pháp quyết này chính là lợi dụng u minh tinh hoa tiến hóa triệt để đánh nát thân thể cũ, gây dựng lại mỗi bộ phận của thân thể mới. Đổi lại u hồn thể cũng không phải gánh chịu thống khổ nhiều lắm, dù sao bọn họ là u hồn thể. Không sản sinh ra đau đớn lớn như thế. Nhưng mà, lôi động thân là nhân loại, ngẫm lại dưới tình huống không có bất kỳ thuốc gây tê gì. Thì triển minh vương thối thể quyết như thế này, mức độ thống khổ có thể nghĩ. Bạn đang đọc chuyện được copy tại truyện full thân thể hắn bị đoàn u minh tinh hoa bao phủ vào bên trong mỗi tế bào trong thân thể không ngừng bị thối thể quyết đánh nát nhưng lại được u minh tinh hoa tư nhuận một lần nữa khôi phục lại so với trước đó còn cường tráng hoàn mỹ hơn ngao ngao tương đương lôi động có ý chí vô cùng kiên định và mạnh mẽ cũng là người cường đại nhưng lại giống như một đầu dã thú thống khổ gầm thét kêu thảm nhưng hết lần này tới lần khác một khi vận hành minh vương thối thể quyết liền không cho phép hắn dừng lại bằng không chẳng những công hiệu biến mất lôi động hắn cũng vì thế mà nguyên khí đại thương thậm chí phát sinh chuyện tu vi thoái hóa trên mặt tiểu u lộ ra vẻ yêu thương thân hình hóa thành một đạo u linh quanh quẩn bên thân của hắn không ngừng dùng ngôn ngữ mà cổ vũ hắn phân tán nổi thống khổ của hắn thời gian từ từ trôi qua nhanh chóng ba tháng, rằng co như thế đủ ba tháng. Lôi động kêu rên, cũng đã vô cùng khàn giọng. May mà càng về sau, hắn từ từ có thể gánh chịu. Lôi động không biết loại cảm giác này có thể so với nổi khổ vạn quỷ phệ thân hay không. Thế nhưng chỉ ít trong đời này, hắn không muốn nếm thử lần thứ hai nữa. Thứ duy nhất chống đỡ cho hắn là tín niệm, hắn muốn mạnh hơn, hắn muốn đủ sức bảo vệ mình. Bảo vệ người nhà. Mỗi tế bào thân thể cũng không biết đã bị rèn luyện bao nhiêu lần. Loại quá trình này khiến lôi động gần như tan vỡ. Nhưng may mắn chính là mỗi lần thân thể của hắn được rèn luyện, hắn đều có thể cảm thụ được thân thể đang trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là nguyên nhân giúp hắn vượt qua. Lôi động tu luyện 3 tháng, Tiểu U cũng ở bên cạnh hắn 3 tháng. Cũng may Tiểu U ở nơi u minh quỷ khí tập trung nhất, lại được u minh quỷ khí tư nhuận khiến cho thân thể của nàng, nguyên khí cũng khôi phục không ít. Chỉ ít thân thể không còn trong suốt, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ nhân loại xinh xắn béo mập. Tiểu U vui mừng dạo rực nhìn thần công của lôi động gần như đại thành. Lôi động có thể trở nên mạnh mẽ, tiểu U nàng cũng trở nên mạnh mẽ. Đây không phải là lôi động ép tới. Huyết tế thuật chính là một trong những pháp tắc thần bí nhất trên đời này cường đại mà khó lường, ngoại trừ một số ít biện pháp giải trừ pháp tắc ra. Bằng không cuối cùng cả đời này cũng bị pháp tắc hạn chế thật sâu. Trong giai đoạn khẩn yếu quan đầu, Lôi động gần hoàn tất quá trình thối thể. Lôi động vận hành Minh Vương Thối Thể quyết, nơi này còn thừa lại một nửa u minh tinh hoa. Nhưng lúc này lại điên cuồng tiến vào trong thân thể của hắn. Chỉ trong nháy mắt này, Lôi động đã thích ứng với thống khổ nhịn không được mà khàn giọng gào lên. Chương 607, Minh Vương thối thể quyết hạ. Không tốt, xảy ra sự cố. Trong lòng Tiểu U hoảng hốt, vội vàng tiến lên. Mắt thấy thân thể lôi động bành trướng vì không thích ứng với U Minh tinh hoa. Sắp bạo thể mà chết, Tiểu U vội vàng mở hai tay, ôm chặt lấy hắn, áp vào bờ môi của hắn. Thì triển một trong những thiên phú của nàng, hấp tinh thuật, hút mạnh mẽ cứ như vậy nhưng lại giảm bớt sự bành trướng thân thể của hắn nhưng mà vẫn như trước không cách nào có thể ngăn cản xu thế nổ tung của hắn thần sắc của tiểu u do dự sắc mặt có chút ngượng ngừng nhưng sau khi nghe được tiếng gào thét thống khổ của lôi động nàng liền quyết tâm làm cái gì đó khẽ chấn động một cái nàng cởi bỏ chiếc váy dài màu xanh lá xinh đẹp kia lộ ra ánh sáng lóng lánh thân thể có thể nói là mềm mại lung linh trong giây lát đã ngã về phía lôi động một cổ u minh quỷ khí tinh thuần bao bọc hai người thật chắc chắn ninh tương đương một âm thanh tiêu hồn kinh tâm động phách vang lên phát ra trong miệng của tiểu u kỳ thực lần đầu tiên lôi động huyết tế tiểu u hỏi qua nàng có các loại pháp thuật gì tiểu u đều thành thành thật thật trả lời thế nhưng lôi động cũng không biết một chuyện tiểu u còn nói dối một chuyện nàng che giấu pháp thuật thiên phú hạng nhất của nàng đó là một pháp thuật thiên phú kỳ quái làm cho tiểu u không dám nói ra khỏi miệng hấp tinh thuật đây là một pháp thuật thiên phú kỳ quái khiến cho tiểu u gần như tan vỡ dùng phương thức hôn môi thi triển hấp tinh thuật tuy cũng có chút hiệu quả nhưng trung quy không cách nào phát huy hết tác dụng của nó muốn thi triển hấp tinh thuật hoàn mỹ nhất mới có thể chân chính giúp lôi động thoát ra khỏi trạng thái sắp nổ tung này nếu lúc này không phải quá đặc thù. Thậm chí tiểu U sẽ giấu giếm pháp thuật thiên phú này với lôi động cả đời. Pháp thuật thiên phú như vậy thực sự quá mức mất mặt. Cho nên lôi động tới bây giờ đều đối đãi với nàng như muội muội. Nếu như biết được nàng có thiên phú thần thông, mỹ, như thế, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng vào lúc này, tiểu U không cần thiết cho dù trước mặt lôi động. Nàng có mất hết tôn nghiêm, mặt mũi, cũng không thèm quan tâm hình tượng to lớn của lôi động ngăn cản trước mặt nàng để đối mặt với thiên quỷ đế. Đã khắc vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của nàng. Cả đời này của nàng, cho dù là mấy ngàn năm sau, cũng vô pháp quên được. Chỉ cần có thể cứu được lôi động, cho dù hy sinh cả tính mạng của nàng, cũng không tiếc. Đừng nói chỉ là thân thể. Ở nơi này, đây là chỗ cửu u thâm nguyên sâu nhất trong u minh quỷ vực, cũng có xuân sắc nảy nở cộng thêm có u minh tinh hoa vô cùng vô tận kinh mạch trong thân thể lôi động bành trướng lưu chuyển trong thân thể tiểu u thân thể lung linh của nàng chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ càng trở nên hồng nhuận mà thống khổ trên mặt của lôi động cũng theo đó mà giảm bớt thay vào đó biến thành vui vẻ và si mê u minh lão quỷ sinh mệnh lực của ngươi còn dài hơn tưởng tượng của ta a à. mới mấy tháng qua đi u minh quỷ đế càng trở nên già yếu hơn trước bởi vì u minh quỷ khí bị ngăn cản thân thể đã biến thành trong suốt ngay cả u minh hắc sát trận cũng như ẩn như hiện cho dù là trận pháp phòng ngự cũng cần u minh quỷ đế không ngừng vận dụng lực lượng duy trì mới tiếp tục duy trì được tuy rằng tiêu hao không tính là quá lớn nhưng liên tiếp mấy tháng cũng làm cho u minh quỷ đế sắp sụp đổ rồi trên thực tế nếu không có u minh quỷ đế ở thời khắc cuối cùng liên tiếp hai lần thi triển minh thần chân ngôn thuật cứu tiểu u và lôi động cũng không rơi xuống hạ tràng này chư vị trẫm đã sắp dầu hết đèn tắt rồi u minh quỷ đế vẫn không nói lời nào nhìn đám đinh huyền ngôn có chút áy náy nói chuyện trước kia đáp ứng tiểu u chỉ sợ trẫm không hoàn thành được hôm nay trẫm còn dư lại một hơi thở cũng càng ngạnh thi triển một lần minh thần chân ngôn thuật trợ giúp các ngươi tiến hành bỏ chạy lần quấy, sống hay chết, đều dựa vào chính các ngươi. Quỷ đế tiền bối, mấy tháng qua, toàn dựa vào lão nhân ngài ra giữ gìn chúng ta. Đối với chuyện này, vãn bối vô cùng cảm kích. Đinh Uyển ngôn trung quy vẫn là nữ tử có khí độ, thương thế của nàng lúc này. Đã tốt hơn rất nhiều, đứng dậy, hướng u minh quỷ đế kho mình hành lễ, chân thành nói. Tiền bối nếu có dư lực, xin tiền bối tự mình rời đi vãn bối tình nguyện thay ngài ngăn cản thiên quỷ một chút không sai thiên quỷ là tiểu nhân lật lọng một ngày cho hắn làm quỷ đế minh vực chắc chắn sẽ đại loạn ngay cả âm sát tông ta cũng bị liên lụy vào đông phương phức cũng đã khôi phục hoàn toàn đứng dậy chậm rãi nói lấy tính cách của hắn cho dù chúng ta thoát mạng tuyệt đối sẽ lưu lại hậu hoạn không lớn còn nếu tiền bối tự mình rời đi tương lai sẽ có thực lực báo thù thay cho đám vãn bối thích phỉ phỉ đương nhiên cũng nói theo các ngươi đều là thê tử của lôi động hừ tiểu tử kia đúng là hảo diễm phúc u minh quỷ đế cũng không ngờ mấy nữ tử này lại có khí độ như thế này sắc mặt âm trầm cũng dễ nhìn hơn rất nhiều có chút thở dài nói nếu như ta sớm gặp được các ngươi ta sẽ vô cùng thưởng thức các ngươi cũng sẽ trông nom một hai đáng tiếc chính là thiên đạo tân hoan năm xưa u minh ta làm quá nhiều chuyện sai lầm thời điểm này là lúc trả giá nhiều lời vô ích chậm thấy các ngươi đều là long phụng trong loài người tiền đồ tương lai rất lớn có thể giúp các ngươi trốn thoát lần này cũng phải thử một lần ha ha u minh lão quỷ đã nói di ngôn xong chưa thiên quỷ đế thấy rõ trong trận kỳ đã sớm không duy trì được mà tiêu thất mà phàm là trận pháp khi xuất hiện vặn vẹo uy lực đã yếu đi chín phần cho nên không kiềm nén được đánh vào bên trong. Chậm thấy lần này, còn có ai có thể cứu đám lão quỷ các ngươi? Bạn đang đọc truyện được lấy tại chuyên y chấm cơm. Thiên quỷ đế, uổng ngươi thân là nhất đại tông sư. Đinh Uyển ngôn nghe vậy cũng chính nghĩa quát mắng, nói. Làm việc như thế không có chút phong phạm của trưởng bối, chẳng khác gì phường lưu manh. Lật lọng, hành vi của tiểu nhân. Thiên Quỷ Đế cũng có chút hổ thẹn trong lòng, bị chửi cho nên thần sắc vô cùng khó coi. Nhưng mà cũng không chịu giảm uy phong, cho nên hừ lạnh nói: "Đinh tiểu nương tử, miệng mồm của ngươi cứng rắn, phù quân lôi động của ngươi. Từ lúc ba tháng trước đã bị chậm đánh vào vòng xoáy, biến thành bột mịn." Vào lúc Đinh Uyển ngôn sắc mặt đại biến, một âm thanh lười biếng vang lên. "Ai nói phù quân? Đinh Uyển ngôn còn chưa kịp đau thương." thì nàng cảm nhận được chuyện vui vẻ nhất mấy tháng nay. Muốn nói Đinh Uyển Ngôn không có lo lắng cho Lôi động thì đó đúng là chuyện chê cười, nhưng mà trải qua thời gian dài, Lôi động đã cho nàng một lòng tin kiên định. Các loại chuyện bất khả tư nghị từ trước tới nay cũng khiến cho Đinh Uyển Ngôn có lòng tin rất lớn với hắn. Chương 608 Kim đan trung giai và quỷ vương sơ giai. Trong hiểu biết của Đinh Uyển Ngôn, cho dù trên thế giới này Phu quân của mình là người tối đặc biệt nhất, không chỉ chuyện mang theo ký ức đầu thay chuyển thế, còn là truyền nhân của Ma Đế tông thanh danh lừng lẫy thời thượng cổ. Còn có phệ hồn tháp là bảo vật nghịch thiên. Sợ rằng Đinh Uyển Ngôn hiện giờ không dám tin tưởng như thế. Lôi tiểu tử, ngươi còn chưa chết? Thiên Quỷ Đế cũng thất kinh dùng thần niệm đảo qua, thấy được trong mấy tháng trước, chính là Lôi động bị hắn đánh vào trong vòng xoáy u minh, còn ngươi cũng co rút lại nếu như thiên quỷ đế thời kỳ hưng thịnh, vòng xoáy u minh, không cách nào thoát khỏi mắt hắn. Làm gì như hiện giờ, hắn cũng suy nghĩ qua, người bị cuốn vào vòng xoáy. Cho dù không bị nghiền chết, cũng nhất định mất nửa cái mạng, kim đan sơ dai, gì? Khí thế của tiểu tử này, dường như không đúng lắm. Kim đan trung dai, khóe miệng dưới mặt nạ của thiên quỷ đế, nhịn không được co quắp vài cái. Tiểu tử này bị đánh vào trong vòng xoáy u minh, nếu như không chết chẳng lẽ nhân họa đắc phúc. Lôi động chắp tay sau lưng, lăng không phù phiếm, hô hấp của hắn rất dài và yên tĩnh. Thân hình hơi phập phồng, thần sắc bình tĩnh nhìn Thiên Quỷ Đế, cười nhạt nói. Tất cả đều do tiền bối ban tặng, cho nên vãn bối nhất cử đột phá. Tấn chức tới Kim Đan trung giai. Lại nói tiếp lần này Lôi động cũng lâm vào cử tử nhất sinh, nếu không có vào lúc then chốt u minh quỷ đế coi trọng tiểu u cho nên cứu giúp giữ mạng người kế thừa nên xuất thủ lại không có tiểu u vào lúc cuối cùng hy sinh chính mình kéo hắn từ trong quá trình bạo thể mà chết trở về lôi động hắn cũng đã chết hai lần rồi cũng không thể dùng nhân họa đắc phúc mà hình dung được chuyện may mắn nhất của lôi động chính là sau khi hắn dùng u minh tinh hoa thối thể thành công không chỉ đột phá kim đan trung dai đơn giản như vậy vừa vặn tương phản tấn cấp chẳng qua chỉ là một thu hoạch nhỏ bé mà thôi thể chất của lôi động dưới tác dụng của minh vương thối thể quyết đã hoàn toàn chuyển hóa thành u minh thể trong truyền thuyết thể chất như thế không nói trên đời hiếm thấy nhưng tuyệt đối là hy hi hữu từ đó về sau lôi động tu tập hệ thống pháp thuật hệ u minh sẽ dễ dàng hơn có uy lực mạnh hơn người khác lôi tiểu tử ngươi không cảm thấy mình quá mức cuồng vọng sao thiên quỷ đế chấn định lại, nhịn không được mà khinh thường, hừ một tiếng, nói. Người tấn cấp tới kim đan trung dai thì như thế nào? Ở trong mắt của trẫm kim đan sơ dai và trung dai cũng không có gì khác nhau. Sau khi thiên quỷ đế nói ra lời cuối cùng, hắn xoay người đánh ra một quyền về phía của lôi động, quyền kình ngập trời, khí thế phi phàm. Càng ẩn giấu một tia không gian pháp tắc ở bên trong uy áp làm cho nội tâm của người ta run rẩy tu sĩ kim đan tầm thường dưới một kích bá đạo như thế này cho dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng nhưng mà lôi động vẫn khí định thần nhàn như trước không mấy quan tâm sâu trong u minh thâm uyên không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng đầu tiên là một bàn tay da thịt mềm mại không xương trắng nõn hiện ra giống như thần tích bàn tay đó đảo qua một vòng trước mặt lôi động bất ngờ xuất hiện một cái hắc động tối tăm giống như đã tính toán đúng lúc một quyền kia của thiên quỷ vương đánh vào trong cái hắc động này không một tiếng động nào vang lên chỉ có không gian xuất hiện rung động một hồi lực lượng một quyền kia trong sát na đó biến mất không còn lại gì giống như cái hắc động thần bí kia trống rỗng cắn nuốt tất cả cũng vào lúc này thân hình của tiểu u mới hoàn toàn xuất hiện ở bên cạnh lôi động mặt mang sa mỏng chân ngọc mềm mại trắng bóng thân hình tinh linh xuất hiện trong đêm tối lạnh nhạt nói thiên quỷ lão nhi đối thủ của ngươi là ta sau khi trải qua chuyện đó tiểu u nguyên bản còn tôn kính và sùng bái thiên quỷ đế đã triệt để tiêu thất thay vào đó là cừu hận và chán ghét chuyện tiên hiệp chuyện phun tiểu u thiên quỷ đế có chút không dám tin thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đó nữ tử có khí chất cao quý thần thánh không thể chạm tới cách đó không lâu xuất hiện bên cạnh của lôi động là một nô tỳ nhỏ nhoi càng làm cho hắn chấn động chính là lúc này mới bao nhiêu thời gian tiểu u bất ngờ từ quỷ tướng đột phá tới quỷ vương tuy rằng là quỷ vương sơ dai nhưng khí thế của nàng gây cho thiên quỷ đế áp lực cũng xảy ra biến hóa về chất việc này nói đến cũng là phúc khí của tiểu u vào lúc ban đầu tiểu u chỉ muốn đem thiên tài địa bảo u minh tinh hoa đưa hết cho lôi động hấp thu nhưng mà làm cho nàng không lường được trong lúc lôi động tu luyện minh vương thối thể quyết vào đúng lúc cuối cùng lại xảy ra rắc rối mà u minh tinh hoa cũng không khống chế được tiến vào trong thân thể của hắn u minh tinh hoa tuy nói đó là trí bảo khó có vật gì trong thiên địa sánh ngang được nhưng nếu vượt qua số lượng cần thiết thì u minh tinh hoa sẽ biến thành độc dược đòi mạng của kẻ hấp thu bởi vì số lượng u minh tinh hoa quá mức khổng lồ cho nên hắn gặp nguy cơ bạo thể mà chết nếu như không có tiểu u thi triển thiên phú hấp tinh thuật cứu được một mạng của lôi động cho nên chuyện này đối với một người một quỷ được lợi không ít rốt cuộc lôi động rèn luyện thành u minh thể lên cấp kim đan trung giai mà u hồn thể của tiểu u cũng chiếm được cải thiện không nhỏ so với thiên linh quỷ tầm thường còn hơn được nửa phần cho nên thập phần thuận lợi tấn cấp lên quỷ vương tiểu u tấn cấp thành công cũng khiến cho thực lực bản thân của lôi động. Tạo thành biến hóa về chất. Thương thế của thiên quỷ đế rất nặng, thực lực không được một hai phần lúc đỉnh cao. Ngoại trừ lực lượng không gian pháp tác ra. Thực lực miễn cưỡng cũng chỉ tương đương với quỷ vương trung giai mà so với tiểu u. Hôm nay đã là quỷ vương sơ giai thật sự, cộng thêm u minh tinh hoa đề thăng thể chất của nàng. Khiến cho nàng mạnh hơn quỷ vương sơ giai bình thường một bậc huống chi, tiểu U trong thời kỳ quỷ tướng, đã có lĩnh ngộ sơ bộ về không gian pháp tác. Hôm nay tấn cấp thành quỷ vương, tự nhiên hiểu rõ sâu hơn về không gian pháp tác. Tấn chức tới một giai, bước vào trình tự mới, cũng không chút thua kém thiên quỷ đế. Thiên quỷ đế mắt thấy một chủ một phó này, đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng đoán được bọn họ đã hấp thu được u minh tinh hoa cho nên với một vật được xem là nắm trong lòng bàn tay thiên quỷ đế chỉ đợi giải quyết xong u minh quỷ đế sẽ đi dung hợp hưởng dụng cho nên tâm trạng của hắn lúc này vô cùng nghẹn khuất khi một bàn mỹ vị được dọn ra trước mắt nuốt vào một con ruồi đáng buồn nôn vậy càng làm cho hắn không cam lòng chính là chính mình bị gần trăm mai âm sát thiên lôi nổ bị thương trong mấy tháng nay không có cơ hội chữa thương nếu không, cho dù tiểu u tấn cấp thành quỷ vương sơ dai, hắn cũng không đặt vào trong mắt. Thực sự là đi sai một bước, bại cả bàn cờ. chương 609, Nữ Nhân Thượng. Việc này, chậm sẽ nhớ kỹ các ngươi. Thiên quỷ đế buồn nôn thì buồn nôn. Nhưng hắn cũng không có biện pháp vãn hồi được sự trợ giúp của tiểu u được nữa. Nữ tử này không phải dễ đối phó gì, cho nên sau khi thuấn di, lưu lại một đạo oán khí đợi sau khi thương thế của chậm lành lại cũng chính là ngày rỗ của các ngươi hừ còn muốn chạy đã chậm tiểu u lý giải đối với không gian pháp tắc đã vượt qua ngoài dự liệu của thiên quỷ đế xuyên toa hư không u minh đại pháp thi triển ra quỷ khí ngập trời vô số u minh quỷ khí dưới tác dụng cường hóa của pháp thuật hóa thành từng sợi tơ đan thành một cái lưới lớn lưới này đương nhiên rất thần kỳ ngạnh xanh túm lấy thiên quỷ đế kéo từ trong khe hở không gian ra ngoài thuật này lúc lôi động ở triệu châu trong lúc buồn chán nghiên cứu ra cộng thêm hắn bỏ ra không ít thời gian và tinh lực chủ yếu là tham khảo pháp thuật luồn kim sẻ chỉ của thanh nương tử mà chế thành mà khi tiểu u kỳ diệu học được u minh đại pháp đương nhiên lôi động truyền thụ cho nàng không nghĩ tới tiểu u lại có thể đem pháp thuật này phát huy tới uy lực như vậy lại thêm dung hợp một ít không gian pháp tắc vào lúc Thiên Quỷ Đế không kịp chuẩn bị. Kéo trở về, Thiên Quỷ Đế không thoát đi được, thẹn quá thành giận đánh ra một đạo quỷ khí sắc bén. Muốn phá tan tấm lưới này, cũng không muốn dây dưa với Tiểu U làm gì nữa. Bởi vì hắn có kinh nghiệm chiến đấu lâu dài, lực lượng mạnh mẽ, mà trời sinh đã có trí tuệ thông minh, cho nên kết hợp các tư tưởng của mình vào pháp thuật. Thường thường sẽ tạo thành uy lực không tầm thường trong khoảng thời gian ngắn, tiểu U có thể cuốn lấy thiên quỷ đế không cách nào thoát thân. Trong thời gian ngắn, lôi động thấy thế, làm sao bỏ qua cơ hội tốt như thế này? Vừa triệu hoán quỷ tướng Cao Giai A sử ra, ảnh hồ, vô số lệ quỷ pháo hôi ra ngoài. Liền giết tới, trợ giúp tiểu U một tay, uyển ngôn, đông phương phức thích phỉ phỉ. Cũng nhận hết vô số ủy khuất từ trong tay của thiên quỷ đế, dưới sự chỉ huy của lôi động. Đem toàn bộ thực lực cũng nhau xông lên. Uyển ngôn xuất thân từ quỷ đạo của âm sát thiên lôi, đông phương phức thì băng tiết đầy trời. Cộng thêm vô số đại quân lệ quỷ. Cho nên quỷ tướng và chiến sủng sông lên gây áp lực cho thiên quỷ đế, nhiều lần phản kích. Thiên quỷ đế chạy trốn trước rồi nói sau. Nhưng nhiều lần bị tiểu u vây khốn không cách nào thoát thân. Thiên quỷ đế cường đại, nghẹn khuất rơi vào hạ phong, cho nên bắt đầu bỏ chạy thoát thân nhưng cũng không trốn thoát được tiểu u và lôi động đều là người hiểu không gian pháp tác. Liên tục công kích, trận ác chiến này, giao đấu hơn 10 canh giờ. Thiên quỷ đế giống như hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Rốt cục phát ra tiếng rít gào không cam long, rõ ràng bị hao tổn mà chết. Đợi đến khi thiên quỷ đế hóa thành một đoàn hắc diễm, triệt để tiêu vong. Mọi người chiến đấu kịch liệt hồi lâu, cũng đồng thời ngã xuống đất ngay cả tiểu u là chủ lực lần hành động này thân hình như ẩn như hiện rõ ràng là nguyên khí đại thương nhưng cảm giác thỏa mãn mãnh liệt cũng tràn đầy trong lòng của mọi người lần này giết chết địch thủ cũng không phải là con chó con mèo mà là một cường giả cấp quỷ đế a ba lôi động cơ hồ hao hết tia khí lực cuối cùng thao túng một luồng quỷ khí thu một khối ngọc bội vào trong tay trong lòng vô cùng vui mừng lần này đi minh vực mặc dù chỉ lấy được vật này tất cả đều đáng giá ẩn long bội từ trong cuộc nói chuyện của hai tên quỷ đế với nhau lôi động đã biết được đây là vật gì chỉ có điều đối thủ rất cường đại lôi động hầu như không nghĩ ra được biện pháp nào dù sao tiên thiên linh bảo có tốt đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải có phúc để hưởng dụng thì mới được hiện nay thuận lợi như vậy làm sao có thể làm cho trong lòng lôi động không cảm thấy sảng khoái chỉ có một điều duy nhất làm cho lôi động hơi tiếc nuối chính là tiên thiên linh bảo này có công hiệu rất lớn có thể giúp hắn ẩn giấu được khí tức cùng với chu thiên tàng nhật quyết của hắn có chút ít xung đột với nhau đương nhiên ẩn lòng bội chính là tiên thiên linh bảo truyền thừa từ viễn cổ tới nay công hiệu so với chu thiên tàng nhật quyết mà lôi động luyện tập nửa cuộc đời thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, mọi người đều tự phục dụng đan dược chữa thương xong, lập tức đứng lên phiêu phù trên hư không. Sau một thời gian điều trị tốt, tất cả đều đã khôi phục được một chút nguyên khí. Lôi Động chậm rãi mở hai tròng mắt, nhìn về người vừa thu hồi trận kỳ phía xa xa. Thân hình thon dài mà có chút hiu quạnh, hai tay chắp sau lưng phiêu phù giữa không trung. Hắn lập tức đứng thẳng lên, chắp tay nói: vãn bối là âm sát tông lôi động, chính thức bái kiến U Minh quỷ đế tiền bối. Mái tóc dài ngân sắc của U Minh quỷ đế tùy ý buông xõa sau lưng. Phiêu đãng theo khí lưu từ dưới vực sâu thổi lên, hắn đứng ở xa xa liếc mắt nhìn lôi động. Cái liếc mắt này của hắn dường như nhìn thấu hết được toàn bộ lục phủ ngũ tạng của lôi động. Kể cả những bí mật của lôi động, ngữ khí của hắn đạm nhiên, phất tay nói. Miễn lễ, sau đó hắn lại trầm xuống, lạnh lùng nói tiểu tử họ lôi kia, ngươi có biết chẫm nhìn ngươi không vừa mắt như thế nào không? Nếu có thể thì chẫm hận không thể một trưởng đánh chết ngươi ngay lập tức. Lôi động đương nhiên biết nguyên nhân như thế nào, cũng không giải thích. Chỉ mang theo sắc mặt cung kính dị thường nói. Hừ, chẫm chỉ là nhìn trên mặt mũi của tiểu u mà thôi. Lôi tiểu tử chẫm hỏi ngươi có nguyện ý buông tha khống chế tiểu u. Giải trừ huyết tế hay không? Ngoài miệng thì u minh quỷ đế nói thế nhưng trên thực tế thì bản thân hắn cũng có chút thưởng thức và thích thú đối với mấy nữ hài tử. Đông Phương Phức và Đinh Nguyễn Ngôn, U Minh Tiền Bối, sau khi Tiểu U điều dưỡng lại, nhiều ít đã khôi phục lại một chút quỷ khí. Tiểu U mở hai tròng mắt, không đợi lôi động trả lời đã lắc mình tới bên cạnh U Minh Quỷ Đế. Giống như gặp lại một trưởng bối đã ly biệt lâu ngày. Thân thiết kéo cánh tay của U Minh Quỷ Đế nói. Người là quỷ đế đại nhân trưởng quản minh vực của quỷ tộc chắc chắn sẽ có đại nhân đại lượng, không nên tính toán cùng với công tử. Ai, con nhà đầu ngốc này. U Minh quỷ đế là người như thế nào chứ, hắn vừa liếc mắt đã nhìn ra tiểu U đã mất nguyên âm. Quỷ khí bản mạng cũng đã tiêu hao rất nhiều. Không khỏi có chút yêu thương vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, cao mày trách cứ nói. Vì sao ngươi lại không quý trọng chính bản thân mình như vậy? Tiểu tử thối này rõ ràng to gan lớn mật dám bắt một thiên linh quỷ đường đường như ngươi huyết tế trở thành quỷ phó. Còn chiếm đi quỷ khí của ngươi, đoạt đi nguyên âm, quả thực là vô cùng buồn cười. U minh quỷ đế càng nghĩ càng tức giận. Nếu như không có tiểu u chống đỡ thì hắn đã một trưởng đánh chết lôi động rồi. Chương 610, nữ nhân hạ. Nhìn dáng dấp của tiểu u và quỷ đế lúc này thực ra lại cực kỳ giống một người khuê nữ bị một tên tiểu tử chiếm hết tiện nghi, sau đó lại quay sang nói tốt về hắn với phụ thân của mình. Tiểu U tất nhiên là sợ U Minh quỷ đế sẽ làm hại lôi động. Nàng liền làm nũng quấn quyết lấy U Minh quỷ đế. Liên tục nói lôi động đối xử tốt với mình như thế nào. Bị tế luyện thành quỷ phó là chuyện ngoài ý muốn. Tất cả chỉ là không muốn lôi động bị sao cả. Bởi vì nàng nhìn bộ dạng của U Minh quỷ đế lúc này đang muốn lôi động giải trừ hiệu quả huyết tế, trả tự do cho nàng. U Minh tiền bối, với chỉ số thông minh của Lôi động, làm sao không suy đoán ra được tình hình lúc này? Hắn cũng không phải là sợ U Minh quỷ đế gây phiền toái, chỉ có điều lúc này đã trải qua hàng loạt chuyện tình. Lôi động đã không đối xử với tiểu U như một quỷ phó nữa. Lúc này hắn đã thực sự đối xử với nàng như một cá nhân độc lập, một sinh mệnh hoàn chỉnh. Hắn nghiêm nghị nói, nếu như Tiền Bối có biện pháp thì vãn bối nguyện ý giải trừ huyết tế thệ ngôn với Tiểu U. Lôi Động sảng khoái như vậy làm cho U Minh Quỷ Đế cũng lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng U Minh Quỷ Đế bởi vì thương thế từ xưa nên cũng không có biện pháp quá lớn để làm gì lôi động mà ngại đến tính mệnh và tình cảm của Tiểu U nên hắn cũng không có khả năng. Thực sự giết chết Lôi Động, Lôi Động hoàn toàn có thể nắm lấy nhược điểm này của hắn để có thể tiếp tục khống chế Tiểu U. Tiểu u như vậy nhưng lại là một thiên linh quỷ. Trong thế giới nhân loại, chỉ cần là một con cực phẩm linh quỷ thôi cũng đủ làm cho một đám Nguyên anh kỳ tu sĩ liều mạng tranh đấu, tàn sát lẫn nhau để cướp đoạt. Chứ đừng nói đến một thiên linh quỷ. Vô số tu sĩ suốt đời cũng không dám nghĩ đến chuyện sở hữu thiên linh quỷ. Kể cả là nhìn có khi cũng chưa từng thấy qua. Tựa như U Minh Quỷ Đế, nhân loại bình thường liệu có bao giờ thấy mặt lôi động ngươi nói thực lòng chăng thần sắc u minh quỷ đế nhìn lôi động rõ ràng hòa hoãn đi rất nhiều ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn u minh quỷ đế xuất thân là thiên linh quỷ vốn có tình cảm rất đặc thù cùng với tiểu u huống chi hắn tìm người kế nhiệm mình đã hơn một nghìn năm rồi thật vất vả khó khăn mới tìm được tiểu u làm người kế nhiệm cực tốt như vậy tự nhiên là không muốn buông tha chỉ có điều trên dưới quỷ tộc nhất định tuyệt đối sẽ không có phép một quỷ phó của nhân loại. Đến lãnh đạo toàn bộ quỷ tộc cho dù xuất thân của nàng là thiên linh quỷ tôn quý không gì sánh. Được, công tử, lẽ nào người không cần tiểu u nữa sao? Vừa mới có quan hệ với lôi động, tiểu u đã có chút biến hóa. Nghe được bản thân mình có thể được tự do mà nàng không hề vui vẻ chút nào. Ngược lại còn thể hiện ra vẻ mặt ủy khuất, hai trong mắt của nàng không khác gì nhân loại đã bắt đầu ngập nước, tựa hồ lúc nào cũng có thể khóc lớn. Thân hình lôi động nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tiểu U và U Minh Quỷ Đế. Nhãn Thần hắn có chút phức tạp nhìn nàng, thở dài nói: "Tiểu U, không phải ta không muốn ngươi, chỉ có điều ngươi là một nhân vật như vậy, giống như một tiểu tinh linh. Ta dùng tà thuật huyết tế để khống chế ngươi thực sự có chút không đành lòng." Kỳ thực lần này nếu như U Minh tiền bối không đề cập tới thì ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giải trừ. Huyết tế, trả lại tự do cho ngươi. Ta không cần, ta không muốn ly khai khỏi công tử. Vẻ mặt tiểu U đau khổ, dáng dấp điềm đạm đáng yêu nói. Công tử, văn cầu người đừng đuổi tiểu U đi. U Minh quỷ đế lúc này đã mục trừng khẩu ngốc rồi. Nhà đầu ngốc này đúng là nhà đầu ngốc bị người ta dùng huyết tế thuật khống chế mình thật vất vả mới có cơ hội thoát ly ma chảo, lại cầu xin người ta đừng giải trừ huyết tế. Chỉ có điều U Minh Quỷ Đế từ trước tới nay là nhân vật cao cao tại thượng. Để hắn đi giết người thì còn dễ dàng, chứ chuyện tình của nữ hài tử cũng không bao giờ biết đến được. Vì vậy U Minh Quỷ Đế chỉ trơ mắt nhìn Lôi động xem hắn như thế nào. Lôi động cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ am hiểu giết người thôi chứ làm sao biết được tâm tình nhi nữ? ai ngờ đúng lúc này đinh uyển ngôn và đông phương phức cùng nhau xuất hiện hai nàng giống như tiên nữ phiêu hốt nhẹ nhàng phi hành đến bên cạnh tiểu u cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng ôn nhu dịu dàng an ủi khuyên giải nàng tiểu u ngươi nghe uyển ngôn tỉ tỉ nói vài câu lôi động và ngươi giải trừ khế ước huyết tế như vậy cũng không phải là ruồng bỏ ngươi ngươi ngẫm lại xem nếu như hắn chỉ coi ngươi là một công cụ để lợi dụng hoặc là một nô bộc thì làm sao có khả năng giải trừ khế ước huyết tế? Ta xem hắn đã đối đãi với ngươi như một bằng hữu chân chính rồi. Huống chi ngươi là một nữ hài tử xinh đẹp, ưu tú hư vậy. Ngay cả tỷ tỷ như ta cũng có chút tự ti mặc cảm. Làm sao có thể đối đãi với ngươi như nô tỳ được? Loại phương thức nói chuyện này, coi như là quỷ đế ở thời kỳ đỉnh phong cũng khó gặp huống chi lấy thân phận tôn sư quỷ đế như của hắn thì sao có mặt mũi mà đi nghe lén các nữ hài. Từ nói chuyện riêng với nhau, vì vậy hắn chỉ đành đứng một chỗ với lôi động, mắt to mắt nhỏ chừng lên nhìn kiên trì chờ đợi. Hy vọng Đinh Nguyễn Ngôn có thể thuyết phục được Tiểu U. May mà một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng thấy bộ dáng của Tiểu U tốt hơn. Nàng đã nín khóc mỉm cười, e thẹn dị thường né tránh cái nhìn của mọi người. Liếc mắt nhìn lôi động, Lúc này nàng mới cúi đầu, đỏ mặt nói, "Tiểu U kỳ thực đã được tỷ tỷ cứu ra từ vùng hoang vu dã lâm." Vì vậy tỷ tỷ nói gì tiểu U nghe theo tất cả. Nàng thể hiện ra bộ dáng như thiên lôi, đinh Uyển ngôn chỉ đâu nàng nghe đấy. Ai cũng biết nàng nói như vậy là mượn cớ mà thôi. Nhưng mà cũng không ai vạch trần ra chuyện này. Nhất là U Minh quỷ đế, hắn nghe được như vậy vui mừng quá đỗi tốt tốt, u minh quỷ đế ta chờ đợi hơn một nghìn năm. Rốt cuộc hiện nay cũng có người kế nghiệp rồi. Chấm được gọi là U Minh, người được gọi là Tiểu U, từ tên đã thấy chúng ta hữu duyên. Không biết U Minh lão quỷ ta có tư cách thu nhận ngươi làm nữ nhi hay không? Lúc này đã quá thích thú, U Minh quỷ đế ngay cả xưng hô chậm cũng đã quên mất rồi. Tiểu U lúc này nhu thuận dị thường, nhìn sang Đinh Nguyễn ngôn một chút thấy nàng gật đầu liền có chút vui mừng, nhào đến cung kính hành lễ nói. Nữ nhi tiểu u bái kiến phụ thân. Tốt tốt, u minh ta sống hơn 5.000 năm rồi, hôm nay mới là ngày ta hài lòng nhất. Thật đúng là xong hỉ lâm môn. mười 611 cửu u quỷ diễm thượng. U minh quỷ đế hài lòng nở nụ cười cuồng tiếu, một lúc lâu sau mới thu hồi lại bộ dáng vui mừng. Vội vàng tiến tới nâng tiểu u đứng dậy, thể hiện ra bộ dáng cưng chiều nàng. Tiểu U, con nói xem con thích lễ vật gì? Kể cả là sao trên trời thì phụ thân cũng sẽ cho người đi hái xuống cho con." Trong mắt Tiểu U lập tức chuyển động, làm nũng nói: "Phụ thân, nữ nhi cái gì cũng không muốn. Chỉ có điều phụ thân có thể giúp công tử tìm một phần Cửu U Quỷ Diễm hay không?" "Cửu U Quỷ Diễm?" U Minh Quỷ Đế cũng có chút nao nao, âm thầm liếc mắt nhìn Lôi Động lẩm bẩm nói: trong tam giới lục vực cửu châu đó là một loại dị hỏa vô cùng khó thấy nhưng thật ra thì minh vực quỷ diễm thì phụ thân có thể tìm được nữ nhi nhà mình lại luôn luôn hướng về tên tiểu tử thối lôi động kia tự nhiên làm cho người làm phụ thân như u minh quỷ đế cảm thấy nghẹn khuất trong lòng tiểu u là quỷ tinh linh như thế nào nếu nói đến ai khác không có cách gì thì nàng còn tin chứ u minh quỷ đế này chính là đế vương của toàn bộ minh vực hắn mà không tìm được thì trên thế giới này làm gì còn ai có thể tìm được nữa vì vậy nàng liên tục làm nũng nói không chịu đâu không chịu đâu phụ thân còn nói sẽ hái được cả sao trên trời xuống chẳng lẽ lại không tìm được cửu u quỷ diễm sao lấy địa vị và thân phận của u minh quỷ đế trong vòng minh vực này có thể nói là một nhân vật quyền thế có một không hai nhưng từ khi sinh ra đến bây giờ u minh quỷ đế chưa bao giờ được hưởng sự ôn nhu của nữ nhi như vậy tuy rằng bị tiểu u làm nũng nên nét mặt già nua có chút xấu hổ liên tục ứng tiếng nói được rồi được rồi phụ thân giúp phụ thân giúp còn không được sao ngược lại u minh quỷ đế nhìn lôi động lại không có sắc mặt tốt như vậy hừ lạnh nói tiểu tử thối cái này tiện nghi cho ngươi rồi trẫm thật vất vả mới chiếm được một con cửu u quỷ diễm còn chưa kịp tế luyện đấy nói dứt lời u minh quỷ đế vung tay áo lên chỉ thấy xuất hiện một đoàn u hỏa xanh lam lượn lờ trôi về phía Lôi Động. Trong lòng Lôi Động vui mừng khôn xiết, nguyên bản chỉ muốn tiểu U giúp mình dựa vào thế lực của U Minh Quỷ Đế một chút mà thôi. Cho dù tìm được một chút tin tức về U Minh Quỷ Diễm cũng tốt rồi. Không ngờ trên người U Minh Quỷ Đế lại có hẳn một đoàn cửu u quỷ diễm chưa luyện hóa. Thảo nào Thiên Quỷ Đế trước đây đã nói cửu u quỷ diễm này ở sâu trong cửu u vực. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun. Hiện nay xem ra thiên quỷ đế đã sớm biết u minh quỷ đế mới chiếm được một con cửu u quỷ diễm. Hỏa diễm bình thường đương nhiên có thể dùng từ một đoàn, một luồng để hình dung được. Nhưng mà hỏa diễm cường đại thông thường đều đã sản sinh ra linh trí. Cũng giống như một loại sinh mệnh độc lập vậy. U minh quỷ diễm đã là một loại dị hỏa khó có được, cũng có một chút linh trí rồi huống hồ gì là loại dị hỏa đã tiến hóa như cửu u quỷ diễm. Con cửu u quỷ diễm kia dưới sự khống chế của u minh quỷ đế trở nên thành thật. Không nhìn ra một chút dị trạng gì. Nhưng đến lúc lôi động thôi động thần niệm bao vây lấy nó, nó lập tức trở nên cuồng bạo. Lam sắc hoa diễm lập tức bùng cháy lên. Muốn dãy thoát khỏi sự ràng buộc của thần niệm lôi động để chạy trốn. Giữa ngọn lửa xanh lam lờ mờ có thể thấy được một khuôn mặt giống như ác quỷ đang quay về phía lôi động nhe răng trợn mắt bộ dáng hung ác kiệt ngạo hừ lôi động khinh thường hừ lạnh một tiếng thần niệm vô cùng khổng lồ giống như một bức tường vững chắc phong tỏa con cửu u quỷ diễm lại đồng thời không ngừng thu hẹp lại đè ép nó ở bên trong cửu u quỷ diễm đáng thương không ngờ đã nghĩ lầm chọn sai đối tượng thần niệm của lôi động đè xuống làm cho nó càng lúc càng nhỏ đến lúc chỉ nhỏ bằng một nắm tay thì nhìn như có dấu hiệu hấp hối tỳ thời lúc nào cũng có thể tắt xèo xèo thanh âm cầu xin ai oán vang lên không ngừng mặt quỷ nho nhỏ kia cũng làm ra vẻ mặt tội nghiệp thể hiện ra bộ dáng xin khoan dung không ngừng thứ này nguyên bản cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu mà thôi nguyên bản nó cảm ứng được lôi động tựa hồ không lợi hại muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng không ngờ tới cường độ thần niệm của người trước mặt lại đáng sợ như vậy rèn sắt khi còn nóng lôi động đương nhiên hiểu rõ đạo lý này hắn vẫn không buông tha tiếp tục đè ép cửu u quỷ diễm dựa vào thần niệm cực kỳ cường hãn của mình lôi động hình thành một chiếc gông xiềng không gì phá nổi hoàn toàn không nhìn đến ý tứ cầu xin tha thứ của cửu u quỷ diễm đợi thêm một lát con cửu u quỷ diễm kia tựa hồ như thực sự không thể chống đỡ được nữa gần như lụi tàn, lôi động mới triệt thoái thần niệm, ngoác đầu ngón tay gọi cửu u quỷ diễm. Cửu u quỷ diễm vừa mới chịu khổ xong, nào dám chậm trễ chút nào, bất chấp đang suy yếu. Vội vội vàng vàng bay tới bên người lôi động. Ngọn lửa phiêu hốt thể hiện ra vẻ lấy lòng lôi động. Từ bộ dáng nhu thuận của cửu u quỷ diễm, quả thực là nó có linh trí rất cao. Tựa hồ còn cao hơn cả yêu thú bình thường. U minh quỷ đế một bên cũng hơi kinh hãi nhìn một màn này. Mặc dù tự cho là kiến thức rộng rãi nhưng Lôi Động cũng mang đến cho Quỷ Đế không ít chấn động. Chỉ là một tu sĩ Kim Đan trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Vậy mà thần niệm cư nhiên có thể so sánh với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong. Có khi còn tiếp cận với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Những tu sĩ có cường độ thần niệm như thế này vô cùng hiếm thấy. Kể cả so với những chủng tộc chuyên tu luyện thần niệm cũng mạnh mẽ hơn một bậc. Hơn nữa, vừa nghĩ tới độ tuổi của Lôi Động, kể cả U Minh Quỷ Đế là một thiên linh quỷ xuất thân cao quý cũng phải bất giác xấu hổ trong lòng. Trên thực tế cũng do lôi động cũng có nhiều mặt không thể tưởng tượng như vậy nên U Minh. Quỷ Đế mới xuất ra cửu U Quỷ Diễm. Thứ nhất là tạ ơn một chút việc lôi động giết chết thiên quỷ đế. Thứ hai là dự định đầu tư một chút tạo mối quan hệ giao hảo với lôi động. Bên người lôi động còn có vài nữ tử, người nào cũng là nhân trung long phượng, tiền đồ rất lớn mà tên tiểu tử thối lôi động lại có tiền đồ không thể hạn lượng có thể có tầng quan hệ này thông qua tiểu u đợi đến lúc tiểu u chấp trưởng đế hậu minh vực có thể nói là quỷ tộc sẽ có một người phi thường cường đại giúp đỡ sau này đây cũng là hiện thực tàn khốc của thế giới này thử nghĩ lấy đẳng cấp như u minh quỷ đế cấp đồ vật cho người khác nếu không lôi động chỉ là một tên phế vật không có một chút tiền đồ nào cho dù U Minh Quỷ Đế có yêu thương tiểu U gấp vạn lần cũng tuyệt đối không có khả năng xuất ra. Dị hỏa chân quý, hiếm thấy trên đời như cửu U Quỷ Diễm. Lúc xuất ra cửu U Quỷ Diễm, U Minh Quỷ Đế cũng có ý tứ muốn thử lại lôi động một chút. Nếu ngay cả một con cửu U Quỷ Diễm còn bé mà cũng không khống chế được thì kế tiếp lôi động sẽ gặp phải cảnh U Minh Quỷ Đế trở mặt vô lý một cách bá đạo ngay. Chương 612, Cửu U Quỷ Diễm, hạ làm xong tất cả việc này lôi động mới cung kính hướng về u minh quỷ đế chắp tay nói đa tạ tiền bối đã ban cho cựu u quỷ diễm việc này vãn bối nhất định sẽ khắc vào tâm khảm ngày sau nếu tiền bối có gì sai phái cho dù nhảy vào dầu sôi lửa nóng vãn bối cũng không chối từ tuy rằng tuổi tác lôi động không lớn nhưng hắn cũng là một người hiểu biết sự cẩn trọng vừa rồi của u minh quỷ đế cũng không giấu giếm được ánh mắt của hắn lôi động bội phục thực lực của u minh quỷ đế đồng thời cũng có chút buồn cười trong lòng đường đường là một quỷ đế mà có chút không phóng khoáng thảo nào thủ hạ kia của u minh quỷ đế lại sinh ra tâm tư phản nghịch ý niệm của lôi động thông thường đều là muốn lúc đền đáp ân tình sẽ làm những việc trong khả năng của mình nếu như những việc hắn không muốn làm hoặc không làm được cho dù bức bách thì hắn cũng không chịu hắn cũng không muốn sự tình trở thành nửa vời mặc dù nhận nhân tình nhưng lại làm cho đối phương lưu lại vẻ không vui trong lòng. Sau khi xác nhận được lôi động đích thực là bất phàm, sắc mặt u minh quỷ đế nhìn hắn tốt hơn nhiều, lại thấy hắn đối với mình cung kính như vậy, không khỏi gia tăng thêm vài phần hảo cảm, vất vất tay nói: "con cửu u quỷ diễm này từ giá trị mà nói, mặc dù kém hơn con u minh tinh hoa nửa phần, nhưng cũng là kỳ chân hiếm thấy trong thiên hạ." Hiện nay U Minh tinh hoa và Cửu U quỷ diễm kia đều để hết trên người ngươi hưởng dụng rồi. Như vậy thì ẩn long bội trên người Thiên Quỷ Đế giao cho chậm xử trí đi. Coi như là chậm thiếu ngươi một cái ân tình. Mặc dù tiền bối không nói thì vật đó cũng muốn kính dâng lên cho tiền bối. Lôi động không do dự chút nào, trực tiếp lấy ra ẩn long bội, cung kính đưa cho U Minh Quỷ Đế. Điều này lại làm cho U Minh Quỷ Đế cảm thấy giật mình, ngữ khí có vẻ dị thường nói lôi động ẩn long bội này là tiên thiên linh bảo lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay sở hữu tác dụng nghịch thiên ẩn dấu khí tức cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng kể cả cường giả thần cấp cũng không thể nhìn ra được thực lực chân chính người cứ như vậy mà giao ra cho chậm sao lôi động cũng làm ra một bộ dáng thản nhiên nói ẩn long bội này trung quy cũng là vật của minh vực vãn bối chiếm hữu cũng cảm thấy ái ngại huống chi trong dòng xoáy u minh lúc trước nếu như không có tiền bối không thèm để ý đến thương thế của mình ra tay thi triển thần thuật cứu vãn bối một mạng thì lúc này làm sao vãn bối còn có thể đứng đây để nói này nói nọ về phần nhân tình thì vãn bối còn xin tiền bối thu hồi lại đi làm một vãn bối hiếu kính với tôn trưởng một chút thì sao còn đòi lấy lại nhân tình chẳng phải là làm cho người ta chê cười hay sao tiểu tử này quả nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ Lôi động nói một phen vô cùng cẩn thận nhưng lại làm cho bản thân U Minh quỷ đế phải tự nghĩ. Rằng mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử tự có chút xấu hổ trong lòng. Sự hảo cảm của U Minh quỷ đế đối với lôi động lại tăng thêm vài phần. Vô ý thức gật đầu sau đó nói ra tình hình thực tế. Chẫm cần ẩn long bội này của ngươi kỳ thực cũng không phải vì bản thân chẫm. Tương lai cũng là để lưu cho tiểu U mà thôi từ hành động của tên thiên quỷ tiểu nhi thì chắc hẳn là tam đế khác của minh vực cũng có người. Tham dự vào, nói không chừng cả ba người đều có phần trong đó. Nếu chậm ở vào thời kỳ toàn thịnh thì cho dù bọn họ có liên thủ nhảy nhót đến cỡ nào cũng không. Làm nổi lên chút sóng gió gì, chỉ có điều hiện nay chậm có một chút lo lắng. Khí thế của chậm hiện nay bị suy yếu đi nhiều, sợ rằng không trấn áp được bọn hắn. Nguồn chuyện, chuyện phun nguyên lai like, tiền bối muốn dùng ẩn long bội để lừa dối bọn họ không cho bọn họ nhìn ra thương thế của mình lôi động bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói sau đó cố ý nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cười khổ nói xin thứ cho vãn bối nói thẳng tiền bối thống trị quỷ tộc mấy nghìn năm dưới trướng khó bảo toàn không có thiên quỷ vương thứ hai thứ ba cánh rừng lớn thì loại chim gì cũng có vãn bối thấy không bằng nên tương tế tự kế, thuận tiện thanh lý ẩn hoạn một chút. U Minh quỷ đế chấn động trong lòng, trầm ngâm một lúc lâu rồi hơi thở dài nói. Nhân loại các ngươi vẫn là chủng tộc am hiểu mưu lược. Không tồi, tương kế tự kế, chậm muốn nhìn xem lần này hài kịch nhảy nhót như thế nào. Kỳ thực lôi động khuyên bảo như vậy cũng không phải là vì suy nghĩ cho U Minh quỷ đế. Hắn sớm đã quyết định giải trừ ràng buộc với tiểu U cũng giúp một chút cho tương lai tiểu u lên làm quỷ đế minh vực nếu như mạnh mẽ giữ nàng bên người thứ nhất là làm cho tiểu u có chút thua thiệt thứ hai lại đắc tội với u minh quỷ đế thứ ba là chờ đến khi nàng lên làm quỷ đế thì sẽ trợ giúp mình được rất nhiều bất luận nhìn từ góc độ nào thì giải trừ khế ước huyết tế với tiểu u cũng chỉ có lợi mà thôi còn giúp đỡ một chút thì u minh quỷ đế và tiểu u có gì khác nhau đâu cớ sao mà lại không làm thực lực cá nhân thì vẫn hơi thấp một chút nhưng thực tế thì tu vi của lôi động cũng đã tăng lên được kim đan trung kỳ lại lại kim đan trung kỳ đỉnh phong chỉ cần cố gắng tu luyện vài năm nữa là có thể thăng lên kim đan hậu kỳ chính là tồn tại cao dai rồi điều làm cho lôi động thỏa mãn chính là trình độ thần niệm của hắn đã vượt qua tu sĩ kim đan kỳ bình thường có thể gần như tương đương với một tu sĩ nguyên anh kỳ tầm thường nào đó tính về cường độ thần niệm lôi động tin tưởng rằng cho dù A sử tấn cấp lên quỷ vương sơ ký, thì mình cũng miễn cưỡng có thể khu xử được. A sử tuy rằng có chút không bằng với tiểu U nhưng đối với kim đan tu sĩ như lôi động thì sử dụng vẫn rất tốt. Nói đến lúc này, trong lòng lôi động cũng cảm thấy sảng khoái không ngừng. Một chuyến đi tới minh vực này thật đúng là đáng giá, phi thường có giá trị. Tính đến ba loại bảo vật khó có được, mình đều thu thập được hết toàn bộ giúp cho thực lực của mình bạo tăng lên một khoảng lớn lôi động tin tưởng nếu như mình luyện chế thành công kiện cực phẩm pháp bảo vạn quỷ phiên kia hơn nữa a à, sửu tấn cấp lên quỷ vương thì mặc dù mình đơn độc chống lại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không cần phải sợ hãi nữa trong lúc nhất thời trong lòng lôi động cũng có chút dâng trào sục sôi lên bản thân mình từ lúc mới nhập môn luôn phải nơm nớp lo sợ Dáng rất thể hiện ra bên ngoài ai cũng có thể khi dễ được. Nhưng cho tới bây giờ, tuy rằng cũng chưa thể nói là oai phong một cõi, nhưng cũng đã từ từ tiếp cận đến tầng lớp đỉnh chóp của kim tự tháp trên thế giới này. Bản thân mình đi từng bước một tiến tới, trải qua không ít đắng cay. Nhưng có một điều mà chỉ một mình lôi động mới có thể biết. Chương 613: Trở lại và nguy cơ. Ngay cả Đinh Uyển ngôn bên cạnh hắn cũng không biết lôi động phải cố gắng tu luyện liều mạng như thế nào chỉ là để thực lực của chính mình có thể đề thăng lên nhanh một chút mà thôi đương nhiên đối với một người có thân phận như u minh quỷ đế lôi động luôn miệng nói không nhận nhân tình đó chỉ là hiếu kính mà thôi nhưng thực sự thì chẳng lẽ lại có thể không nợ nhân tình của lôi động được sao mấy câu nói đơn giản này của lôi động cũng giúp cho hắn thu được một đại nhân tình của u minh quỷ đế tùy tiện xuất thủ một hai lần căn bản vẫn không thể trả hết phần nhân tình đó tuy rằng ẩn long bội chân quý thuộc về loại kỳ chân viễn cổ nhưng trung quy vẫn không thể so sánh với nhân tình của một vị quỷ đế được huống chi u minh quỷ đế dùng xong thì cũng cho tiểu u mà cho tiểu u thì khác gì là trả lại cho lôi động đâu hay việc đó không có gì khác nhau cả dưới loại tình huống như thế này lôi động không xuất ra ẩn long bội mới là đồ ngốc U Minh Quỷ Đế lúc này đối với sự thể hiện của lôi động vô cùng thỏa mãn, gật đầu nói. Vốn đang muốn mời các ngươi tới U Minh Tiểu Cung một đoạn thời gian. Chỉ có điều các ngươi cũng đã biết, Minh vực hiện này thực sự là vô cùng rối loạn. Chậm cũng không níu kéo nữa, lôi động cầm lấy chiếc U Minh lệnh này. Nếu như có việc gì khó khăn không giải quyết được thì có thể thôi động lệnh bài. Chậm có thể biết được để đến trợ giúp đường đường là một quỷ đế tôn sư lại nói ra những lời nói bực này rốt cuộc cũng đã để mắt đến lôi động hiển nhiên phần nhân tình của lôi động rất tốt đẹp vì thế cho nên cũng có thể làm cho u minh quỷ đế nổi lên một chút cảm giác hơi thẹn với hắn ngẫm lại cũng đúng thôi u minh quỷ đế muốn tiểu u thì hắn trả tự do cho tiểu u muốn ẩn long bội thì hắn không nói hai lời liền xuất ra ẩn long bội đưa cho u minh quỷ đế không những thế Lôi động còn gián tiếp cứu U Minh Quỷ Đế một lần. Lấy tâm cảnh, tu vi và địa vị hiện nay của U Minh Quỷ Đế thì phong độ há có thể không bằng được. Một nhân loại kim đan tu sĩ như Lôi động hay sao? Lôi động tiếp nhận lệnh bài kia tiếp tục trước sau như một cung kính nói. Đa Tạ tiền bối ban tặng, vãn bối cũng đã xuất môn nhiều ngày, có chút nhớ nhà. Mặc dù coi như là không biết tự lượng sức mình, nhưng nếu tiền bối có gì sai phái thì chỉ cần cho người đến thông báo với vãn bối, vãn bối quyết không thoái thác. U Minh quỷ đế cũng không khinh thường lời hứa hẹn này của lôi động, ngược lại nhìn tiểu U nói. Tiểu U, đoạn thời gian này ngươi đi theo chẫm tu luyện một chút. Cũng cần thử chỉ huy một ít quân đội. Về phần giải trừ huyết tế thệ ngôn thì tương đối dườm già, cũng không cấp bách mà làm ngay được. Chờ sau khi dẹp loạn xong chẫm sẽ thay ngươi giải quyết việc này. Vâng, phụ thân. Tuy rằng tiểu U đối với lôi động có chút lưu luyến không rời. Nhưng vẫn nhu thuận đáp ứng U Minh quỷ đế. Kỳ thực tiểu U đã theo lôi động một đoạn thời gian dài như vậy. Cũng hiểu lôi động tuyệt đối không phải là loại người cam tâm tình nguyện an nhàn cả đời. Mà tiểu U nàng cũng không cam lòng chỉ là một sủng vật yêu nô bình thường. Lúc nãy không lâu, sau khi nói chuyện một phen với Đinh Nguyễn Ngôn Tỷ Tỷ, nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải làm ra thành tích thật tốt đến lúc đó mới có thể trợ giúp được cho chủ nhân. Chỉ có điều trong lòng tiểu U, cho dù tương lai sau này nàng có thực sự đảm nhiệm minh vực quỷ. Đế, cho dù là thống nhất được toàn bộ minh vực thì ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của chính nàng. Vẫn vĩnh viễn chỉ coi mình là một quỷ nô nho nhỏ được lôi động sủng ái mà thôi. Ngay sau đó, U Minh quỷ đế xuất ra một mặt truyền tống lệnh bài. Đây là lệnh bài thông qua truyền tống trận của U Minh quỷ đế có thể truyền tống đến bất kỳ một vị trí quan trọng then chốt nào trong phạm vi thế lực của u. Minh Quỷ Đế nắm giữ được truyền tống trận đương nhiên cũng là một trong những điều quan trọng giúp cho u Minh Quỷ Đế thống trị được Minh vực. Thử nghĩ mà xem, u Minh Quỷ Đế đã thống trị Minh vực mấy nghìn năm. Quân đội tinh nhuệ dưới trướng đâu chỉ có nghìn vạn, mà lệnh bài có thể giúp cho tùy thời đến bất kỳ chỗ nào trong Minh vực. Đối với bất kỳ việc gì cũng có thể giải quyết rất nhanh chóng vị trí chín tòa truyền tống trận kia làm cho lôi động cảm thấy thất kinh cự ly truyền tống xa như vậy thì hắn cũng đã nghe nói qua trên thực tế thì số lượng truyền tống trận từ thời kỳ viễn cổ còn lại không ít nhưng mà do nhiều yếu tố chiến tranh thời gian vì vậy nhiều tòa truyền tống trận từ thời viễn cổ thậm chí là thượng cổ đều đã mất đi hiệu lực mà vật liệu dùng để kiến tạo truyền tống trận cũng đã tiêu hao gần như không còn kiếm được đủ nguyên liệu kiến tạo một tòa truyền tống trận khó ngang lên trời. Tuy vậy nhưng U Minh Quỷ Đế lại có thể quản lý được 9 tòa truyền tống trận. Có thể thấy được hắn giàu có như thế nào. Lúc đoàn người lôi động đi ra khỏi truyền tống trận, lập tức nhanh chóng phi hành trở về Khang Châu Âm Sát Tông. Tổ đội đi tới Minh vực cũng giải tán theo. Lôi động cũng tạm thời cáo biệt với mấy người Đinh Uyển Ngôn, để cho các nàng trở lại tông phái chữa thương, tu luyện một đoạn thời gian an tĩnh thể ngộ lại một chút kinh lịch trong đoạn thời gian này khi ở bên trong minh vực coi như là luôn phập phồng lo sợ hung hiểm nổi lên bốn phía kinh lịch mạo hiểm như vậy tự nhiên giúp cho mỗi người tham dự đều có sự cảm ngộ trong lòng rèn sắt khi còn nóng mặc dù không thể đột phá cảnh giới tu vi nhưng cũng có thể đề thăng tâm cảnh trên diện rộng mà lôi động còn lại một mình ngồi xếp bằng trên ác quỷ trướng Hắc vụ lượn lờ bao vây xung quanh hắn, chui vào trong tầng mây bay về hướng Đông Hải. Chuyến đi này ba kiện bảo bối đều đã vào tay. Nhớ tới chỗ cường đại của cực phẩm Vạn Quỷ Phiên, lôi động không khỏi có chút không kiềm chế được. Căn cứ vào suy tính của hắn, nếu như có cực phẩm Vạn Quỷ Phiên và A Sửu tấn cấp trở thành quỷ, vương thì hắn có thể chiến đấu được với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Mặc dù chưa chắc đã chiến thắng nhưng cũng không đến nỗi bị đánh cho không có sức hoàn thủ việc tấn chức then chốt như vậy đối với lôi động mà nói thì cũng là chuyện tình trọng đại. Hắn vốn tưởng rằng chỉ ít phải 20 năm nữa mới có thể đạt được trình độ như vậy. Nhưng không ngờ một lần đi minh vực trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Liền có hy vọng tiến tới bước này. Hơn nữa ác quỷ trướng của lôi động là một trong những pháp khí chiêu bài của âm sát tông. Phương pháp luyện chế thuộc về loại cơ mật ngoại nhân không thể mô phỏng theo chương 614, thiên ma học xấu thượng. Điều cực khó có được là ác quỷ trướng chỉ cần thôn vệ đủ âm hồn quỷ phách thì sẽ có thể tấn. Cấp không ngừng, bình thường thì lôi động cũng không bạc đại ác quỷ trướng chút nào. Hiện nay ác quỷ trướng của hắn đã thôn vệ vô số âm hồn quỷ phách. Chất lượng đã vượt qua trung phẩm phi hành pháp bảo bình thường, có thể từng bước. Từng bước tiến lên thượng phẩm phi hành pháp bảo đương nhiên là càng về sau thì ác quỷ trướng tiến cấp sẽ càng chậm lại. Mặc dù một vài người trong âm sát tông có thể thăng cấp ác quỷ trướng lên thành thượng phẩm. Pháp bảo, nhưng từ khi khai tông lập phái đến bây giờ. Chưa từng có ai có thể thăng cấp được ác quỷ trướng lên cực phẩm pháp bảo. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng ác quỷ trướng có tiềm lực thăng cấp lên cực phẩm pháp bảo. Thế nhưng muốn tiến cấp từ thượng phẩm lên cực phẩm pháp bảo thì số lượng và chất lượng âm hồn quỷ phách phải đạt đến con số không thể tưởng tượng được. Ngay cả lôi động cũng phải nghĩ rằng việc thăng cấp ác quỷ trướng lên cực phẩm pháp bảo cũng có. Chút hư vô mờ mịt. Nhưng mặc dù chưa đạt tới thượng phẩm pháp bảo nhưng tốc độ phi hành của ác quỷ trướng cũng không thấp khi từ trong đám mây lao qua ác khí ngập trời. Khi phi hành tạo thành một đạo lưu tinh hắc xác mang theo cái đuôi thật dài lướt trong không khí. Tốc độ lúc này của ác quỷ trướng cực nhanh thời gian một canh giờ mà nó đã đi được 5.000 dặm rồi. So với tuyệt đại đa số tàu cao tốc thì nhanh hơn nhiều. Bản thân lôi động tuy rằng có thể trong một thời gian ngắn thì chuyển ra tốc độ nhanh hơn thế. Này, nhưng nếu tính về thời gian duy trì thì không thể so sánh với ác quỷ trướng được. Cho dù lôi động từ trước tới nay luôn chú trọng về tốc độ phi hành. Bây giờ cũng có chút thỏa mãn với ác quỷ trướng nếu như có thể tấn cấp lên thượng phẩm pháp bảo thì chắc chắn tốc độ phi hành của ác quỷ trướng. Sẽ vượt qua 6.000 dặm một canh giờ. Lôi động triệu hồi ra A Sử, lệnh ra ngoài thôn phệ tạm một ít huyết nhục và thú hồn yêu thú. Cùng lúc đó, lôi động cũng bắt đầu cho ác quỷ trướng hấp thu một chút âm hồn quỷ phách. Đương nhiên là việc này không thể nào vội vàng được sau khi A Sử ăn xong. Lôi động ra lệnh cho nó tạm thời tiến nhập vào trong dưỡng hồn tháp tu luyện sau đó hắn ngồi xếp bằng trên ác quỷ trướng bắt đầu chữa thương trước đó vài ngày đại chiến một trận kinh thiên động địa với thiên quỷ đế kia mọi người đều thụ thương không nhẹ thông qua truyền tống trận trở về hắn vẫn chưa có thời gian chữa thương lần này đi đông hải kể cả với tốc độ của ác quỷ trướng thì cũng cần thời gian lên đến hơn nửa tháng vì vậy dọc theo đường đi lôi động tận dụng cơ hội để điều trị thương thế của mình thời gian đúng là trôi qua rất nhanh lôi động vừa mới trở về đã lập tức phải đi đông hải nhưng hắn không thể ngờ tới một hồi nguy cơ trước nay chưa từng có đang hướng đến lôi động thậm chí là toàn bộ âm sát tông hiện nay tại khang châu đã bị lăng tiêu bát tử đến quậy phá có chút long trời lở đất nếu nói rằng lăng tiêu bát tử này tuy rằng lợi hại nhưng nghĩ tới toàn bộ khang châu tùy tiện tập hợp hai môn phái liên thủ với nhau cũng khó thể thủ thắng được nhưng mà điều then chốt chính là thân phận của lăng tiêu bát tử thái thượng tông là môn phái cường giả như mây tại đại kiền châu cũng là một trong những môn phái cực lớn nếu như toàn bộ môn phái xuất lực thì tất cả các môn phái trên khang châu mới có thể miễn cưỡng đối phó được với họ cũng bởi như vậy mới có thể thấy được thái thượng tông kia đã có trình độ như thế nào giấy không bao giờ có thể gói được lừa tuy rằng đám người lôi động có vẻ lặng yên không một tiếng động tiêu diệt lý diệu nhưng mà lăng tiêu bát tử không ngừng truy tung hầu như có thể xác nhận địa phương lý diệu xuất hiện cuối cùng chính là trong âm sát tông lúc này tên đại sư huynh huyền chân tử trong lăng tiêu bát tử tâm cao khí ngạo thực lực đã đến nguyên anh hậu kỳ đang ngồi ngay ngắn trên vị trí của âm sát tông chủ trên đại điện còn lại bảy tên khác cũng đồng dạng đang ngồi thẳng bên dưới trong đại điện trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêu căng ngạo mạn cao tầng nguyên anh kỳ trong âm sát tông lúc này hầu như đều tập hợp đầy đủ chỉ ngoại trừ những người đang bế quan sinh tử mới không thể trở về mà thôi thái thượng tông là môn phái mà âm sát tông không thể đắc tội được âm sát lão ma ta cho ngươi một lần cơ hội giao ra hung thủ đã giết sư đệ của ta bản tôn có thể thiện ý ổn định lại việc này được Huyền chân tử đắc chi bưng chén trà lên uống, không coi ai ra gì cả. Ngay cả đôi mắt cũng không thèm liếc mắt nhìn tới âm sát ma tôn một chút nào. Đừng nói là âm sát ma tôn không biết ai giết lý diệu, coi như là biết thì làm sao hắn có thể giao ra hung thủ được? Âm sát ma tôn dù sao cũng đường đường là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Trong âm sát tông mặc dù không bài danh đệ nhất nhưng cũng có thể là một trong ba người đứng đầu cả đời này của âm sát ma tôn đã dính qua không biết bao nhiêu tiên huyết. Há có thể chỉ vì một câu nói uy hát Yota của huyền chân tử mà trột dạ ngay được. Tuy rằng âm sát tông xa xa không bằng được thái thượng tông nhưng cũng không phải như quả hồng. Mềm tùy ý cho người ta nắn bóp huyền chân tử chẳng lẽ muốn thế nào là được như vậy ngay hay? Sao? Thể hiện ra bộ dáng này, huyền chân tử cho rằng mình là hóa thân của tiệt thế cường giả. Sao? Đương nhiên, đã sống đến tuổi tác như thế này, trải qua vô số phong ba bão táp. Âm sát Ma Tôn cũng không phải là hạng người hành động theo tình cảm. Hắn đương nhiên biết việc duy nhất có thể làm là lừa dối mà thôi. Mặc kệ nói thế nào thì nói, Huyền Chân tử kia cũng đang đại biểu cho Thái Thượng Tông truy tung. Hung thủ mà đến, sắc mặt Âm sát Ma Tôn không thay đổi chút nào, thần sắc thản nhiên nói. "Huyền Chân huynh, lão phu đã sớm nói qua, nếu như lý diệu chết là do âm sát tông ta gây nên thì đương nhiên sẽ không nói nhiều lời lập tức giao ra hung thủ cho ngươi chỉ có điều việc này không quan hệ với âm sát tông ta còn thỉnh huyền chân huynh xem xét lại cho rõ sự tình âm sát lão ma sư huynh đệ mấy người chúng ta cũng kính ngươi là nhân vật tông sư lúc này mới khách khí với ngươi nữ tử phiền khúc thanh có tu vi nguyên anh trung kỳ nói thần sắc tràn ngập vẻ không kiên nhẫn vừa nghe thấy hai chữ trưởng bối, thần sắc âm sát ma tôn cũng hơi biến đổi một chút. Thái Thượng Tông sở dĩ đáng sợ, ngoài việc môn nhân hành sự quái đản Nguyên nhân chủ yếu chính là hai chữ trưởng bối kia. Hóa thần kỳ tu sĩ, mấy chữ này đủ để cho Đại Kiền Châu Thái Thượng Tông trở thành một đại tông. Phái, chương 615, Thiên Ma Học Xấu, Hạ. Cũng bởi vì tồn tại tu sĩ hóa thần kỳ mà các tông phái khác trong Đại Kiền Châu phải nhường nhịn thái thượng tông, dù sao đi chăng nữa tu sĩ hóa thần kỳ cũng là tồn tại đỉnh phong trong. Thế giới này là tuyệt thế cường giả làm cho tất cả mọi người đều phải ngưỡng vọng. Phiền khúc thanh, người chú ý từ ngữ một chút. Nơi này là Khang Châu Âm Sát Tông, không phải Đại Kiền Châu Thái Thượng Tông của các ngươi. Các ngươi là khách, chúng ta đã tận tâm chiêu đãi rồi. Nếu như là đến cửa khiêu khích thì mặc dù chúng ta chỉ là môn phái ở địa phương quê mùa như... Khang Châu cũng có thể dễ dàng khi dễ như vậy sao? Người vừa lên tiếng thanh âm băng lãnh mười phần chính là Thiên Ma toàn thân hắc báo. Hắc khí bao bọc toàn bộ cơ thể, khí thế của Thiên Ma lúc này đang rằng co với Phiền Khúc Thanh, cũng không rơi xuống hạ phong chút nào. Hiển nhiên là trong thời gian lôi động ly khai này, nàng quả nhiên đã khổ công tu luyện. Dựa vào tài nguyên rồi rào tấn cấp lên nguyên anh trung kỳ rồi ta tưởng ai hóa ra là thiên ma đại danh đỉnh đỉnh bạn đang đọc truyện tại truyện phun vkvk truyện phun phiền khúc thanh trong thái thượng tông vẫn luôn được sủng ái đã sớm trở thành một lão nương kiêu ngạo thiên hạ đệ nhất lúc này nàng tới khang châu cũng nhiều lần được nghe đến tên của thiên ma nói cái gì mà kỳ tài ngút trời tuổi còn trẻ đã là cường giả nguyên anh kỳ đúng là ở địa phương quê mùa rồi tự biên tự diễn phiền khúc thanh cũng chỉ cười nhạt trong lòng. Cười nhạo một phen rồi bỏ qua không thèm quan tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác niên kỷ của thiên ma quả nhiên là nhỏ hơn nàng khoảng 10 tuổi. Để cho nàng khó tiếp thu chính là lúc này thực lực của thiên ma còn ngang ngửa với nàng. Đều là nguyên anh trung kỳ. Phải biết rằng một đời nữ trung hào kiệt như phiền khúc thanh cũng. Chỉ mới tấn chức nguyên anh trung kỳ không được vài năm kể từ giờ chẳng phải là nàng sẽ không thể so sánh được với thiên ma hay sao phiền khúc thanh đã sớm hạ quyết tâm mặc dù thiên ma không nói lời nào thì phiền khúc thanh cũng sẽ tìm cách gây chuyện với thiên ma muốn cho nha đầu quê mùa này kiến thức một chút thế nào mới là cường giả nguyên anh trung kỳ chính thức lúc này phiền khúc thanh thể hiện ra thần sắc khinh thường khiêu khích nhìn thiên ma nói quả nhiên cũng tự biết thân biết phận, đã biết mình là người quê mùa, ha ha ha. Biết tông phái mình chỉ ở vùng quê mùa rồi thì câm miệng của ngươi lại. Cái gì mà bát đại đỉnh cấp tông phái? Theo ta thấy thì chỉ là tám cái góc phòng ở chỗ quê mùa tự cho là đúng. Chiếm lấy một đỉnh núi xưng vương xưng bá như dế nhũi mà thôi. Phiền khúc thanh này nói cũng lợi hại, hé miệng một lần là qua cả tám đại tông phái vào. Không sợ gì mà đắc tội hết tất cả phải biết rằng lấy sự cáo già như âm sát ma tôn thì làm sao không có khả năng ghi lại trang. Cảnh lúc này, Thiên Ma tuy rằng từng có xung đột kịch liệt cùng với Huyết Ma, nhưng dù sao thì nàng cũng là đệ tử lớn lên từ nhỏ trong Âm Sát Tông. Đối với Âm Sát Tông có tình cảm rất sâu. Thấy Phiền Khúc Thanh làm nhục môn phái nhà mình, nàng không khỏi giận giữ nở một nụ cười lạnh. Phiền Khúc Thanh, ngươi ở đại địa phương, đại tông phái nói vậy thực lực chắc hẳn sẽ viễn siêu tu sĩ ở nơi quê mùa chúng ta sao bản tôn cũng muốn kiến thức một chút sự lợi hại của tu sĩ nơi đại địa phương như các ngươi lời này vừa nói ra tất nhiên là khiêu chiến rồi thiên ma khiêu chiến phiền khúc thanh nhìn qua thì giống như giận dữ vì đối phương làm nhục sư môn nhưng trên thực tế thì đó là che giấu dự định trước đó của nàng dù sao thì lý diệu chết như thế nào thì thiên ma nàng là người biết rõ ràng nhất nếu như có ngày điều tra cẩn thận tỉ mỉ thì khẳng định sẽ lộ ra điều gì đó dựa theo phong cách hành sự của thái thượng tông thì chẳng lẽ tông phái giao ra hung thủ thì bọn hắn sẽ dừng tay sao huyền chân từ bất quá cũng chỉ thể hiện bộ dáng bên ngoài như vậy mà thôi sợ rằng hắn đã suy tính được từ trước rồi người có năng lực giết được lý diệu nếu như quả thật là người của âm sát tông làm thì chắc chắn cũng phải là thái thượng trưởng lão hoặc người thập phần trọng yếu trong Âm Sát Tông. Chắc chắn Âm Sát Tông sẽ không chịu giao người. Vì vậy Huyền Chân Tử thể hiện ra bộ dáng kiệt ngạo cũng chỉ là để thử mà thôi. Dù sao thì Thái Thượng Tông bọn họ cũng không thể nào vô duyên vô cớ khai chiến cùng với Âm Sát Tông, một phần cũng là vì khu vực này quá xa xôi, một phần là vì nếu như khai chiến không có lý do thì sẽ bức bách chính tà hai đạo toàn bộ khang. Châu đứng lên liên kết chống đỡ kẻ thù bên ngoài tuy rằng Thái Thượng Tông cường đại nhưng cũng không có khả năng điều động lực lượng tới Khang. Châu như ở Đại Kiền Châu, Thái Thượng Tông cũng không thể lấy thúng úp voi được. Bọn họ ở trong môn phái cũng có cường địch lúc nào cũng phải đề phòng. Đối với huyền chân tử mà nói, kết quả tốt nhất chính là toàn bộ hung thủ liên quan đến cái chết. Của Lý Diệu bị tử hình, gìn giữ được uy nghiêm của Thái Thượng Tông. Đương nhiên lời sư tôn nói chữ vật hạp kia phải lấy về ngoài ra còn muốn dùng phương thức uy bức, lợi dụ để kiếm được một chút tài phú từ trong âm sát tông. Tuy rằng Khang Châu là nơi biên thùy nhưng mặc kệ thế nào đi chăng nữa. Âm sát tông cũng là một trong tám môn phái lớn nơi này, chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều. Mà Thái Thượng Tông mặc dù ở Đại Kiền Châu đất rộng của nhiều tài nguyên phong phú, nhưng đồng dạng ác lang cũng nhiều. Nếu như cùng là nguyên anh kỳ tu sĩ thì luận về tài phú có khi còn không bằng thổ hoàng đế như... Nguyên Anh kỳ tu sĩ nơi Khang Châu. Lăng Tiêu Bát Tử này mới đến Khang Châu 2 năm mà đã thèm nhỏ dãi của cái tài phú của Bát Đại. Tông phái nơi này, đương nhiên nếu muốn nuốt lấy toàn bộ thì bọn họ cũng không thể. Nhưng nếu muốn bức ép một tông phái thì vấn đề cũng không lớn. Thực sự nếu như tránh không được thì chuyện tình giết gà dọa khỉ sợ rằng cũng không tránh được. Cũng bởi vì như vậy nên Lăng Tiêu Bát Tử quyết định bày ra một ít thực lực muốn cho đất Khang Châu này có thể kiến thức được thực lực của tu sĩ đất Đại Kiền Châu. Nhưng mà nếu như do huyền chân tử khiêu chiến Nguyên Anh Trung kỳ âm sát ma tôn thì rõ ràng là lấy mạnh hát yêu ta yếu thắng thì cũng không được gì, người ta cũng không phục mình. Thế nhưng nếu như phiền khúc thanh và thiên ma chiến đấu, hai người đều là nữ tử. Cảnh giới là tương đồng nhau, mà thiên ma lại mới tấn cấp nguyên anh trung kỳ. Đúng là lúc đang có thực lực nguyên anh trung kỳ yếu nhất thu được sự ám chỉ của huyền chân tử, phiền khúc thanh thể hiện khí phách cao ngạo. Ứng tiếng nói, tốt cho lũ dế nhũ khang châu các ngươi kiến thức sự lợi hại của tu sĩ đại kiền châu chúng. Ta một chút, chỉ có điều trong lúc quyết chiến có việc gì nảy sinh khó khống chế. Đến lúc đó nếu như thiên ma bị chết, âm sát tông các ngươi cũng đừng trách thái thượng tông chúng ta lấy lớn hát yêu ta nhỏ. Chương 616, Hồi lỗi nguyên anh kỳ thượng. Phiền Khúc Thanh liếc mắt nhìn Thiên Ma, dáng dấp khiêu khích. Ý tứ muốn Thiên Ma ký kết sinh tử chiến, nhưng Phiền Khúc Thanh không hề ngờ tới. Trong lòng Thiên Ma còn đang suy nghĩ tìm cách làm thế nào cho hỗn loạn, làm cho mọi việc càng khó xử lý hơn. Ai ngờ thoáng cái Phiền Khúc Thanh lại đưa biện pháp lên tới cửa. đích xác thì Phiền Khúc Thanh ngươi được Thái Thượng Tông sủng ái, linh bảo lợi hại cũng nhiều pháp thuật cũng lợi hại, nhưng thiên ma cũng không phải là người dễ chọc. Toàn thân tu vi lư hỏa thuần thanh không đề cập tới. Ngoài ra tiểu tình lang lôi động còn đưa cho nàng hai con cực phẩm linh quỷ để sử dụng nữa. Trải qua một thời gian không tiếc đại giới tài nguyên tế luyện. Cùng với việc nàng tấn cấp nguyên anh trung kỳ. Cuối cùng nàng cũng thuận lợi đưa hai cực phẩm linh quỷ kia tấn cấp lên quỷ vương sơ giai. Thực lực khủng bố như vậy, thiên ma tự nghĩ rằng cho dù mình không đánh thắng được phiền khúc, thanh thì tuyệt đối cũng không thua được. Việc này nếu đổi lại là trước kia, lấy tính tình của thiên ma thì đã lập tức đáp ứng rồi. Thế nhưng vài lần kiến thức qua thủ đoạn của tiểu tình lang nhà mình. Làm sao để giả trư ăn thịt hổ các loại, thiên ma cũng học theo thói xấu. Nàng trực tiếp làm ra bộ dáng tiểu tình lang của nàng hay dùng ánh mắt lộ ra một tia cây ếch yêu ta đảm thân thể hơi co rụt lại một chút nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha nghiêm nghị nói phiền khúc thanh không phải là bản tôn sợ ngươi mà không chịu ký sinh tử chiến chỉ có điều nếu như một đệ tử thái thượng tông như ngươi chết trên lôi đài tại khang châu chúng ta đến lúc đó thái thượng tông các ngươi trở mặt thì sao đây vì vậy chúng ta chỉ cần phân thắng bại được rồi lấy luận bàn là chính miễn cho việc tổn thương hòa khí của hai bên. Lời này rơi vào trong tai Phiền Khúc Thanh cùng với biểu tình thần thái của Thiên Ma, khiến cho Phiền Khúc Thanh cho rằng Thiên Ma sợ mình, không có chút tự tin nào. Thiên Ma nói một phen như vậy chẳng qua chỉ là mạnh miệng sợ chết mà thôi. Vì vậy trong lòng Phiền Khúc Thanh càng chắc thắng. Nàng đã sớm thăm dò qua tình hình Khang Châu. Nơi này chỉ có một mình cơ quan tông là có khả năng chế tạo ra cơ quan khôi lỗi thế nhưng cả cơ quan tông bất quá cũng chỉ tạo ra được hai kiện khôi lỗi nguyên anh kỳ mà thôi. Nghĩ đến đó chắc chắn thiên ma sẽ không thể sở hữu nó được. Mà hết lần này tới lần khác phiền khúc thanh bởi vì được sự sủng ái của sư tôn. Được tặng cho một kiện khôi lỗi nguyên anh sơ kỳ. Cũng được coi là cực kỳ chân quý ở Đại Kiền Châu. Lấy hai địch một thì làm sao có khả năng thua được mắt thấy thiên ma đang cây ết yêu ta đảm phiền khúc thanh từng bước bước tới vẻ mặt trào phúng nói mọi người đều nói thiên ma là kỳ nữ đệ nhất khang châu quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt theo ta thấy dân quê mùa các ngươi tự biên tự diễn làm trò với nhau mà thôi giấy sinh tử cũng không dám ký quả thật làm mất hết mặt mũi âm sát tông mất hết mặt mũi sư tôn ngươi thiên ma phảng phất như bị lời nói của nàng chạm đúng vào chỗ đau Hai tròng mắt lãnh diễm bừng lên ngọn lửa giận. "Phiền Khúc Thanh, ngươi nói chuyện hơi quá đáng rồi đó." "Được, giấy sinh tử thì giấy sinh tử, bản tôn cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh như thế nào." Hắc sát ma khí bùng lên quanh thân Thiên Ma, trong đại điện nho nhỏ nhất thời gió nổi mây tan. Thái thượng trưởng lão trong Âm Sát Tông không nhiều lắm, nhiều đời tích góp từng tí một mới chỉ có tổng cộng 11 người. Cũng đừng nhìn đó chỉ là 11 trưởng lão nguyên anh kỳ trên thực tế nếu như nguyên anh kỳ tu sĩ vận khí tốt một chút có thể sống hơn một nghìn tuổi cũng không thành vấn đề hiện nay trong âm sát tông có một vị trưởng lão đã hơn một nghìn một trăm tuổi đã gần đất xa trời rồi nhưng mà hắn cũng là thái thượng trưởng lão có tu vi cao nhất âm sát tông đây là một vị thái thượng trưởng lão duy nhất có tu vi nguyên anh hậu kỳ bình thường mọi chuyện lớn nhỏ trong âm sát tông đều không thấy lão nhân ra quan tâm đến toàn lực tu luyện đột phá hóa thần kỳ nhân lúc còn chưa chết mà thôi chỉ có điều hóa thần kỳ lại có thể dễ dàng đạt được như vậy hay sao toàn bộ khang châu cho tới bây giờ ngay cả nửa vị tu sĩ hóa thần kỳ cũng tìm không thấy cũng bởi như vậy mới có thể thấy được hóa thần kỳ cường giả hiếm thấy như thế nào hiện nay ngoại trừ hai vị thái thượng trưởng lão đang bế quan và huyết ma chưa trở về tám tu sĩ nguyên anh kỳ của âm sát tông đều có mặt trong đại điện trên cơ bản tám vị thái thượng trưởng lão này của âm sát tông đều đang có thực lực thời kỳ toan thịnh tám đấu tám về số lượng thì song phương ngang hàng với nhau âm sát tông lại là địa đầu xa nơi này vì vậy trong lúc nhất thời bọn họ cũng không sợ lăng tiêu bát tử ngoại trừ âm sát ma tôn và huyền chân tử đám tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại đều chừng mắt nhìn nhau bộ dáng dương cung bạt kiếm tùy thời có thể đại chiến Hai nữ tử Nguyên Anh trung kỳ nhìn bên ngoài thì tính toán nhỏ nhặt. Nhưng trên thực tế thì đều đang nghĩ cách làm sao dồn đối phương vào chỗ chết. Đây cũng là hiện thực tàn khốc của thế giới này. Chỉ có điều Phiền Khúc Thanh kia còn suy nghĩ cách cướp đoạt tài sản của Âm Sát Tông. Mà Thiên Ma lại đang suy nghĩ vì tiểu tình lang của mình. Âm Sát lão ma, ngươi thấy thế nào? Mí mắt Huyền Chân tử cũng không thay đổi một chút nào, đạm nhiên uống trà nói: nhưng mà thiên ma lại âm thầm truyền âm nói mình tất thắng cho âm sát ma tôn làm cho hắn có chút kỳ quái chẳng lẽ thiên ma có kỳ ngộ ở nơi nào đó sao kỳ thực âm sát ma tôn cũng biết sư tôn của thiên ma năm xưa có quan hệ rất tốt với đông hải dạ xoa vương thuộc về loại chi giao tâm đầu ý hợp chỉ có điều sư tôn của thiên ma lại bị chết ngoài ý muốn ngay sau đó dạ xoa vương cũng rất chiếu cố cho thiên ma nghe nói dạ xoa vương ngay cả ly thủy chi phách cũng cho thiên ma mượn dùng ba năm còn có rất nhiều chỗ tốt khác vì vậy mà tuy rằng tuổi vẫn còn trẻ nhưng thiên ma đã là tu sĩ nguyên anh kỳ không phải như âm sát ma tôn trải qua bao đắng cay khổ cực mất mấy trăm năm mới tiến cấp lên tu sĩ nguyên anh trung kỳ quả thật là người so với người cũng rất khác nhau quả thực là làm cho người ta phải tức chết đương nhiên âm sát ma tôn cũng không biết lôi động cấp cho thiên ma rất nhiều tài nguyên để tu. Luyện, chương 617, khôi lỗi nguyên anh kỳ, hạ. Chẳng lẽ dạ xoa vương lão nhân ra đã cho thiên ma một ít bảo bối nghịch thiên gì đó sao? Nếu có lão nhân ra chống đỡ ở phía sau thì thiên ma có giết chết phiền khúc thanh cũng không? Gây ra vấn đề gì lớn? Cái đó không cùng với xưng hô như ở trong minh vực, quỷ tộc và trong vòng tam giới lục vực từ trước tới nay vẫn không được tính là đại tộc gần mấy nghìn năm dựa vào u minh quỷ đế trấn hưng nên quỷ tộc mới có chút uy phong danh khí đại trấn phàm là tiểu tộc thì luôn thích xưng hô kiểu cách một chút đương nhiên cách xưng hô trong quỷ tộc xuất hiện cũng là do nhân loại trợ giúp một phần mà dạ xoa vương chính là cường giả hóa thần kỳ hàng thật giá thật chính là tồn tại cùng cấp bậc với u minh quỷ đế đương nhiên đông hải dạ xoa vương kia cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi so với u minh quỷ đế có thực lực hóa thần trung kỳ thì vẫn kém hơn một bậc nhưng cho dù như vậy thì dạ xoa vương cũng là một tồn tại vô cùng cường đại trong thế giới này đừng xem lăng tiêu bát tử kiêu ngạo như vậy há mồm nói muốn tiêu diệt đông hải dạ xoa tộc nhưng mà nếu chân chính gặp phải dạ xoa vương thì cũng phải cung kính sụp mi mắt xuống như chó mà thôi có suy đoán như vậy sự lo lắng trong lòng âm sát ma tôn cũng giảm xuống không nhanh không chậm nói huyền trân huynh tuy rằng những việc lớn trong âm sát tông hiện nay do lão phu chủ trì chỉ có điều việc quyết đấu sinh tử thì lão phu nghĩ cứ để thiên ma tự quyết định cho thỏa đáng rất lời lúc này âm sát ma tôn mới nhìn thiên ma nói nghiền nhi ngươi phải thận trọng rồi hãy đưa ra quyết định không nên nóng giận nhất thời âm sát ma tôn nói một câu hai nghĩa nhắc nhở thiên ma một chút nếu như có thể chiến thắng thì muốn làm gì thì làm nếu như không nắm chắc thì đừng nên ký giấy sinh tử thiên ma thể hiện ra bộ dáng căm giận bất bình nói ma tôn nữ nhân đó vũ nhục âm sát tông ta ngôn từ lại làm nhục cả tiên sư nghiền mì quả thực không nuốt được cục tức này cho dù có chết cũng phải đánh một trận huống chi thái thượng tông thì làm sao tất cả mọi người cũng đều là tu sĩ nguyên anh trung kỳ cả không phải là người ba đầu sáu tay gì âm sát ma tôn trầm ngâm một lát sau đó trịnh trọng gật đầu nói đã như vậy thì bản tôn sẽ thành toàn cho nguyện vọng của ngươi chỉ có điều ta nói trước ký giấy sinh tử chỉ là để phòng ngừa đối phương truy cứu chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà thôi thế nhưng trong quá trình quyết đấu chân chính hai người đều phải nhớ kỹ điểm đến là rừng thủ hạ lưu tình những lời này của Âm Sát Ma Tôn chỉ là ứng với tràng diện mà nói thôi. Hiện nay Đường Ngốc cũng đã biết Thiên Ma và Phiền Khúc Thanh sau khi lên lôi đài. Phỏng chừng sẽ đánh nhau không chết không ngừng. Huyền Chân Tử bên kia cũng thể hiện ra bộ dáng nhân nghĩa, nói vài lời vô nghĩa một chút. Sau đó Song Phương bắt đầu dựa theo quy củ ký kết giấy sinh tử. Âm Sát Ma Tôn và Huyền Chân Tử làm nhân chứng. Sau khi lên lôi đài sẽ không quan tâm đến chuyện sinh tử nữa bằng hữu và sư môn của hai người cũng không bởi vì chuyện sinh tử mà giận chó đánh mèo trả thù bên thắng lợi hai tu sĩ nguyên anh trung kỳ quyết đấu sinh tử đương nhiên không thể lập tức bắt đầu ngay âm sát ma tôn có chút trịnh trọng mất một phen công phu thuyết phục kéo dài thời gian quyết chiến vào nửa năm sau lý do của hắn đưa ra là mời các nhân vật lớn của chính tả lưỡng đạo tại khang châu tới quan chiến cũng làm nhân chứng cho trận quyết chiến luôn huyền trân tử thập phần không muốn ở lại địa bàn của đối phương lâu như vậy hơn nữa sau thời gian nửa năm nói không trường thiên ma sẽ có thời gian chuẩn bị bảo bối lợi hại nào đó nhưng mà âm sát ma tôn nhìn ra nhu cầu quyết đấu của đối phương rất mạnh mẽ vì vậy nói kiểu gì cũng không nghe nhất quyết phải để thời gian nửa năm mới được huyền trân tử ngẫm nghĩ một hồi lâu sau cũng đành phải đồng ý Lần gặp mặt này tuy rằng Song Phương cũng không phải là trở mặt thành thù. Nhưng tâm tư cũng thay đổi liên tục. Đoàn người Huyền Chân Tử sau khi về nơi nghỉ tạm bên ngoài Âm Sát Tông. Sắc mặt Phiền Khúc Thanh có chút không vui nhìn Huyền Chân Tử nói: "Sư huynh cấp cho bọn họ thời gian nửa năm, nói không chừng Âm Sát Tông có mưu đồ gì đó. Không tiếc tất cả đại giới làm ra việc gì đó thì làm sao bây giờ?" Nàng thấy hiện tại mình đang chiếm được ưu thế, đang có một khôi lỗi nguyên anh kỳ phi thường quý hiếm. Cùng với công pháp và linh bảo rất xuất chúng. Sư muội yên tâm, ngu huynh đã sớm có dự định rồi, đến lúc đó ngươi nhìn thì biết. Huyền chân tử thể hiện ra dáng dấp huynh trưởng. Phẳng phất như trận này phiền khúc thanh sẽ chắc thắng. Nhưng mà cho dù phiền khúc thanh vài lần truy vấn, hắn vẫn không chịu nói ra phương pháp là gì. Bọn họ thương lượng chiến thuật bên phía âm sát tông cũng tập hợp lại những vị nguyên anh kỳ tu sĩ mà bình thường vô cùng khó gặp mở ra một cuộc thảo luận nhỏ mặc dù những người này đều suy nghĩ thiên ma ứng chiến có phần lỗ mãng chúng phải sự khích tướng của đối phương chỉ có điều người trong âm sát tông bình thường vẫn tranh đấu với nhau nhưng khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài cũng rất đoàn kết không để ý về những sự xung đột thường ngày âm sát tông bắt đầu thương lượng thảo luận xem làm sao để có thể chiến thắng được trận quyết đấu này trình độ tu vi của hai bên đều là nguyên anh trung kỳ sự chênh lệch không lớn mà công pháp tu luyện thì không thể hoàn thiện trong lúc nhất thời được kể cả có tìm được công pháp tốt như thế nào đi chăng nữa vì vậy muốn tăng thêm phần thắng thì chỉ có thể dựa vào linh bảo chiến sủng cùng với các dị bảo phụ trợ khác mà thôi âm sát tông đã tồn tại ở khang châu thời gian trên một vạn năm là một trong tám đại tông phái của Khang Châu. Nhiều năm tích góp hùng hậu như vậy, trong bảo khố đương nhiên tích trữ được rất nhiều bảo bối. Thế nhưng chúng trưởng lão cũng rất minh bạch, bảo vật để phù hợp cho tu sĩ nguyên anh trung kỳ có thể phát huy được toàn bộ thực lực đã thiếu. Lại càng thiếu, nhưng các loại tài nguyên khác thì bọn họ tích góp được rất nhiều, bọn họ bắt đầu thảo luận. Mặc kệ tổn hao đại giới như thế nào đi chăng nữa cũng phải đi mua một chút bảo vật phù chú. Đạo cụ uy lực lớn. Chương 618 Tâm tư nhỏ của Thiên Ma thượng. Chỉ có điều việc này cũng rất khó khăn, nó liên lụy đến rất nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ. Cho dù bảo vật hay phù lục gì đó phát ra uy lực nguyên anh sơ kỳ thôi cũng đã có giá trên trời. Rồi, các loại linh đan rượu dược cũng đồng dạng xa xỉ như vậy. Lão phu đã từng nghe bằng hữu nói qua, cơ quan tông vừa mới chế tạo ra ba kiện khôi lỗi nguyên anh kỳ âm sát ma tôn trầm giọng nói nếu như chúng ta có thể để cho thiên ma tế luyện chúng thì phần thắng có thể tăng lên rất nhiều khôi lỗi nguyên anh kỳ mọi người nghe xong đều hít vào một ngụm lãnh khí trên mặt hiện lên biểu tình thèm khát khó có được đích xác thì khôi lỗi nguyên anh kỳ vô cùng quý hiếm tìm toàn bộ khang châu cũng không ai có ngoài cơ quan tông mà cơ quan tông cũng coi chúng giống như tính mệnh của bản thân mình vậy Âm sát sư huynh, khôi lỗi nguyên anh kỳ đích thực là thứ tốt cực kỳ khó có được. Nếu như có thể sở hữu một kiện thì thực lực đột nhiên có thể gia tăng được 7,8 phần 10. Hắc sát ma quân đã hơn 400 tuổi rồi nhưng vóc người vẫn trắng kiện. Khuôn mặt hung ác nham hiểm lúc này đang nhíu mày không ngừng nói. Thời gian hiện nay, cho dù cơ quan tông không đồng ý giao dịch khôi lỗi nguyên anh kỳ với, chúng ta thì các tông phái khác cũng sẽ xuất thủ can thiệp. Âm sát Ma Tôn chậm rãi nói, Lăng Tiêu Bát Tử tại Khang Châu gần 2 năm, khiến cho nơi này chướng khí mù mịt. Chính tà lưỡng đạo đều đã oán thán đầy trời rồi. Bọn họ sẽ ngầm trợ giúp để giải quyết nguy cơ lớn này. Dưới tình huống như vậy, nếu như Thiên Ma thất bại dưới tay Phiền Khúc Thanh thì vô hình dung. Đã cổ vũ thêm cho sự kiêu ngạo của Lăng Tiêu Bát Tử, bọn họ sẽ coi thường toàn bộ Khang Châu. Chỉ cần là người hơi có kiến thức thì trong thời khắc này sẽ không cản chân Thiên Ma đâu. Không sai, nếu như Thiên Ma có thể chiến thắng Phiền Khúc Thanh thì sẽ gây đà kích rất lớn. Tới Lăng Tiêu Bát Tử, Huyền Cốt phu nhân đại danh đỉnh đỉnh của Âm Sát Tông, đảo hai tròng mắt quyến rũ. Lộ ra vẻ chán ghét nói: "Người của Thái Thượng Tông thực quá kiêu ngạo, không thèm để Âm Sát Tông chúng ta vào trong mắt, không bằng không chứng đã tìm tới cửa Âm Sát Tông ta đòi giao ra hung thủ." giống như là khẳng định chúng ta là hung thủ vậy đúng như thiên ma muội muội nói ngụm khẩu khí này thực sự là khó nuốt dừng một chút huyền cốt phu nhân lại nói thêm âm sát sư huynh th iota thân và thiên cơ lão nhân hơi có chút giao tình không bằng để th iota thân đi nói chuyện một chút tìm cách giao dịch kiện khôi lỗi nguyên anh kỳ trở về huyền cốt sư muội việc này kể cả ngươi không đề cập tới thì ngu huynh cũng phải mời ngươi xuất mã Âm sát Ma Tôn thể hiện ra dáng vẻ vui mừng, tươi cười nói: "Trong môn phái ai chả biết, năm xưa Thiên Cơ lão nhân vì để theo đuổi sư muội còn cứng rắn, giết chết một cao thủ trẻ tuổi của tu la đạo nữa. Sư huynh, chuyện tình nhiều năm như vậy rồi còn nhắc lại làm gì?" Huyền Cốt phu nhân tuy rằng tuổi tác không nhỏ, đã hơn 500 tuổi rồi nhưng nhìn qua vẫn chỉ giống như một quý phụ phong tình mà thôi điều duy nhất đáng chú ý là đầu tóc của huyền cốt phu nhân bạc trắng như tuyết làm cho người khác nhìn vào có vẻ tang thương đau khổ mỗi một tu sĩ nguyên anh kỳ đều là những người có thọ nguyên hơn một nghìn tuổi một đường đi lên đương nhiên cũng xuất hiện không ít cố sự về bọn họ thậm chí có thể nói sự kinh lịch của mỗi một tu sĩ nguyên anh kỳ đều là một câu chuyện dài tràn ngập ân oán tình thù có thể viết được thành một tác phẩm vĩ đại vô cùng đặc sắc cho dù cơ quan tông có bán khôi lỗi Nguyên Anh kỳ thì sợ rằng giá cả sẽ không thấp phải không? Sắc mặt Hắc Sát Ma Quân tự hồ có chút do dự nói: "Môn phái chúng ta mặc dù có chút của cải nhưng chẳng lẽ lại tiêu xài tùy tiện như vậy hay sao?" "Hắc Sát, ngươi nói gì vậy? Tình hình đã đến mức như thế này rồi mà ngươi còn tính toán một chút của cải của môn phái hay sao?" Huyền Cốt phu nhân hừ lạnh, bất mãn chỉ trích: theo ta thấy nếu như lần này không hạ xuống được dáng vẻ kiêu ngạo của đám lăng tiêu bát tử thì không chừng bọn chúng còn đưa ra bộ mặt vô liêm sỉ làm ra nhiều chuyện thiếu đạo đức hơn nữa ví dụ như tạo ra bằng chứng giả lấy cái chết của lý diệu đổ lên đầu âm sát tông chúng ta sau đó bức bách chúng ta phải thần phục các loại đến lúc đó lấy phong cách kiêu ngạo của thái thượng tông cho dù hắc sát ngươi bán mình cầu vinh thì người ta cũng không thèm tiếp nhận ngươi đâu không sai, phải hạ thấp uy phong của bọn chúng xuống. Để cho đầu óc Lăng Tiêu Bát Tử thanh tỉnh ra một chút. Tu sĩ Khang Châu chúng ta cũng không phải là bùn nhão, muốn nạn ra sao thì nạn. Một vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng biểu thị sự tán thành. Ánh mắt của bọn họ phải nói là biết nhìn ra trông rộng. Không tính toán một chút được mất lúc này. Huống chi nếu như Thiên Ma chiến thắng Phiền Khúc Thanh thì danh vọng của Âm Sát Tông cũng sẽ đề cao lên rất nhiều từ đó cũng sẽ thu hoạch được không ít lợi ích hắc sát ma quân đang định nói cái gì đó thì âm sát ma tôn phất tay ngăn cản hắn lại nói được rồi hiện giờ đã ký giấy sinh tử tranh luận nội bộ nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì việc này cứ quyết định như vậy đi huyền cốt phu nhân sẽ đàm phán với thiên cơ lão nhân còn lại các sư huynh đệ khác đi tới các tông phái mời các thái thượng trưởng lão đến âm sát tông chúng ta quan chiến Ngoài ra môn phái còn xuất ra thêm 5 ức linh thạch để đi thu mua thêm một ít đỉnh cấp đan. Dược, phù lục, một trận chiến này của thiên ma chỉ được phép thắng, không được phép thất bại. Điều này liên quan đến sinh tử tồn vong của âm sát tông chúng ta. Nếu như còn ai phản đối thì lão phu có thể an bài hắn và một tên trong lăng tiêu bát tử quyết. Đấu sinh tử giống như thiên ma cho biết. Năm ức linh thạch, số lượng này làm cho mọi người đều hít vào một ngụm lãnh khí tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường có thể nói chỉ có trên một ước linh thạch là cùng năm ước linh thạch kia có thể nói là một số lượng tài phú khổng lồ tu sĩ nguyên anh kỳ phải tích góp cả đời may ra mới có được hơn nữa một kiện khôi lỗi nguyên anh kỳ nếu như người ta đồng ý bán cho thì âm sát tông cũng phải nỗ lực đại giới tuyệt đối không ít chút nào bởi vậy có thể thấy được để cho thiên ma có thể chiến thắng trong trận đấu này âm sát ma tôn đã quyết định không tiếc bất kỳ một giá nào. Sau khi bỏ ra đại giới như vậy, tông phái giàu có như âm sát tông cũng phải có chút cảm giác. Đại thương nguyên khí, chương 619, tâm tư nhỏ của thiên ma, hạ. Đừng thấy âm sát tông thu nhập hàng năm nhiều như vậy. Nhưng mà bọn họ cũng phải chi tiêu không ít. Vì vậy muốn tích góp hàng chục ức tài nguyên cũng không phải là chuyện dễ dàng gì huống chi gần 10 năm âm sát tông phải trải qua chiến tranh không ngừng. Tài nguyên đã bị tiêu hao rất nhiều, cũng có chút cảm giác xấu hổ lấy trứng trọi đá. Tuy rằng rất nhiều người thèm muốn tuyệt bút này của môn phái bỏ ra. Nhưng sau khi âm sát ma tôn nói, tất cả mọi người đều nuốt ngược trở lại trong bụng. Nói đùa sao, muốn chúng ta ký kết sinh tử chiến với lăng tiêu bát tử. Đây là chuyện tình phiêu lưu đến mức nào? Tuy rằng Lăng Tiêu Bát Tử vô cùng kiêu ngạo nhưng bọn hắn có vốn để mà kiêu ngạo. Thái thượng tông đứng đầu đại kiền châu, chắc chắn không phải chỉ là thổi phồng lên mà được. Thực lực của bọn họ chắc chắn là rất mạnh. Âm sát ma tôn chủ trì Âm sát tông nhiều năm như vậy, cũng có một chút uy thế trong lòng các thái thượng trưởng lão. Hắn ra từng đạo mệnh lệnh tiếp theo. Các thái thượng trưởng lão cũng không dám tiếp tục ngăn cản, chối từ. Bắt đầu triển khai hành động trong quá trình này thiên ma vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng tuy rằng việc sở hữu hai quỷ vương sơ kỳ đem lại lòng tin rất lớn cho nàng nhưng chuẩn bị nhiều thêm một chút thì nàng cũng sẽ không cự tuyệt nhất là kiện khôi lỗi nguyên anh kỳ kia nếu như sở hữu được nó thì thực lực của nàng sẽ tăng thêm một tầng lúc đó có thể bảo hộ tiểu tình lang của nàng thật tốt trong thế giới này vừa mới nghĩ về lôi động trong mắt của nàng nhất thể hiện lên một tia nhu tình nhàn nhạt khó thấy được lại nói về lôi động ác quỷ trướng một đường đi vô cùng thuận lợi cũng không gặp phải nguy hiểm gì trên thực tế thì với thực lực hiện nay của hắn chỉ cần đừng gặp phải tu sĩ nguyên anh kỳ thì trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn mà đừng thấy khang châu có không ít nguyên anh kỳ tu sĩ mà lầm kỳ thực thì mỗi một tu sĩ nguyên anh kỳ đều là một tồn tại đỉnh cấp tại khang châu Thường ngày họ luôn bế quan tu luyện hoặc là tầm bảo tại những địa phương cực kỳ nguy hiểm. Mà diện tích của Khang Châu lớn như vậy, muốn gặp phải một tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đối với một ít tu sĩ tầm thường mà nói thì có lẽ cả đời cũng không được gặp tu sĩ nguyên anh kỳ. Một lần, chuyện này cũng là bình thường mà thôi. Trên thực tế thì ngay cả gặp một tu sĩ kim đan kỳ cũng không phải là chuyện dễ dàng mà đại đa số kim đan tu sĩ khi nhìn thấy lôi động. Chỉ cần từ xa thấy ác quỷ trướng của hắn đã phải kính nhi viễn chi, không dám tiếp cận. Ở ngoài Đông Hải, trên một hoang đảo không một bóng người. Lôi động đối với nơi này cũng có chút quen thuộc. Ác quỷ trướng giống như một đoàn hắc sắc thạch bàn, hung hăng rơi xuống trên hoang đảo. Tâm tình lôi động có chút sảng khoái, hô lớn. Vương tiền bối, mau ra đây, ngươi xem lần này ta tìm được vật gì này trong một ngôi nhà tranh đơn sơ trên hoang đảo vương lôi lười biếng phi hành đến ngắm nhìn lôi động nói lôi tiểu tử ngươi đã là kim đan sơ kỳ rồi gì con mắt hắn thoáng cái chừng lên nhất thời giật mình nhìn lôi động chuyện này không thể nào mới được thời gian mấy năm đây ngươi lại tấn cấp nữa rồi sao nhãn thần của hắn nhìn lôi động giống như không phải nhìn nhân loại mà là nhìn một con quái vật nào đó vương lôi như vậy cũng là đúng thôi kể cả tư chất có tốt đến mấy thì từ kim đan sơ kỳ thăng lên kim đan hậu kỳ. Không có hàng chục năm khổ luyện, hơn nữa vận khí phải cực tốt. Nếu không thì đừng mơ tưởng đạt được. Tiểu tử này chẳng bao lâu đã thăng lên kim đan trung kỳ rồi. Bất quá chỉ là gặp được một chút kỳ ngộ mà thôi. Lôi động cũng không có ý khoe khoang. Thấy vương lôi hồi lâu cũng không dung một cọng dâu mép nào, nở nụ cười nói xem ra mấy ngày nay tiền bối cũng thật dư giật à không phải là bị ngươi lăn qua lăn lại sao vương lôi hiện lên vẻ mặt oán giận nói đầu năm nay tài liệu tiên thiên cơ bản đã tiệt tích vận khí của ngươi rất tốt mới có thể có được một khối hỗn độn tinh thiết trung quy không thể làm lãng phí được vì vậy ta cứ phải suy nghĩ thật tốt để tranh thủ đề cao phẩm chất kiện vạn quỷ phiên kia lúc đó mới có thể một lần thành công ngay được rồi, tiểu tử ngươi ít nói nhảm đi, ngươi vừa mới đi minh vực 2 năm phải không? Đừng nói là ngươi đã tìm được đủ ba loại tài liệu rồi nhé. Cũng khó trách vương lôi nghi ngờ như vậy, minh vực cũng là nơi có diện tích rất rộng. Đối với tu sĩ mà nói thì hai năm chỉ đủ thời gian lượn một vòng sau đó quay lại mà thôi. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chuyên com Vương Huynh, ngươi xem đây là cái gì? đầu tiên lôi động lấy ra băng tầm ti cấp nguyên anh, một đống lớn trắng bóng. Chắc chắn là phải hơn 10 cân rồi. Con mắt vương lôi chừng lớn, cầm từng chút băng tầm ti băng lãnh đến tận xương lên để kiểm tra. Vừa nhìn vừa gật đầu, lên tiếng tán thưởng. Tốt thứ tốt, quả nhiên là huyền minh băng tầm ti cấp bậc nguyên anh. Hắn không khỏi trở nên mong đợi, hy vọng rằng lôi động thu thập đủ ba loại tài liệu. Mau mau, giao ma long thú hồn và u minh quỷ diễm ra đây lồi động cũng lười không trêu đùa hắn nữa trực tiếp lấy ra ma long thú hồn và u minh quỷ diễm nói vương huynh người nên luyện chế kiện cực phẩm vạn quỷ phiên cho ta thật tốt mấy thứ này ta phải cừu tử nhất sinh mới kiếm được đó ai nói là ta muốn luyện chế cực phẩm vạn quỷ phiên đôi mắt vương lôi chừng lên tức giận nói trước đó đùa giỡn ngươi thôi cực phẩm pháp bảo dù có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng chỉ là pháp bảo mà thôi nếu như dùng tài liệu tiên thiên để đi luyện chế pháp bảo thì đầu óc ta có mang. Bệnh cũng sẽ không lãng phí như vậy. Không phải là cực phẩm pháp bảo sao? Tâm cảnh như lôi động mà lúc này cũng cảm thấy tinh thần đại chấn. Không phải vậy, chẳng lẽ ngươi muốn luyện chế? Không sai, dùng tài liệu tiên thiên luyện chế tiên thiên linh bảo, đó là hợp lý rồi. Vương Lôi làm ra bộ dáng đó là chuyện đương nhiên thần tình của hắn tựa hồ như không phải sắp luyện chế tiên thiên linh bảo. Mà chỉ giống như dễ dàng rèn ra một cái quốc mà thôi. Quả nhiên là như thế, lôi động không khỏi cảm thấy có chút choáng váng, hồ đồ rồi. Mấy năm nay hắn cũng học tập một ít luyện khí thuật. Tuy rằng cũng đã đạt được tiêu chuẩn nhập môn. Nhưng mà việc luyện chế một kiện tiên thiên linh bảo thì độ khó ra sao? đối với tuyệt đại đa số luyện khí tông sư mà nói, đừng nói là chế tạo ra tiên thiên linh bảo. Coi như là cực phẩm pháp bảo thì tỷ lệ thành công cũng thấp đến đáng sợ. Phải biết rằng chế tạo tiên thiên linh bảo không chỉ có riêng tài liệu tiên thiên là đủ. Kỹ thuật luyện khí của luyện khí sư cũng phải cực cao mới có thể có khả năng luyện chế thành. Công, tại thời kỳ viễn cổ, tài liệu tiên thiên có rất dư thừa như vậy. Nhưng số lượng tiên thiên linh bảo được luyện chế thành công có bao nhiêu? chương 620, thiên địa hủy diệt pháp tác. Theo những gì lôi động được biết thì sau khi đại kiếp nạn thượng cổ qua đi, tù chân giới lâm vào một mảnh tiêu điều. Cho đến nay đã trải qua vài vạn năm rồi nhưng nghe đồn số lượng tiên thiên linh bảo được luyện. Chế thành công cũng cực kỳ ít ỏi, có lẽ không quá 20 kiện. Trong đó không chỉ có lý do là tài liệu tiên thiên vô cùng hiếm hoi thưa thớt. Nguyên nhân chủ yếu chính là kỹ thuật luyện chế tiên thiên linh bảo đã bị thiếu hụt cùng với kinh nghiệm của luyện khí tông sư cũng không có. Nếu như là thời kỳ viễn cổ, luyện khí tông sư khi đó có vô số tài liệu tiên thiên để luyện tập. Cho dù là luyện chế hỏng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần luyện chế 10 lần có một lần thành công đã được xưng là thần tượng rồi. Thế nhưng hiện tại làm sao có khả năng cung cấp tài liệu tiên thiên để cho luyện khí tông sư? Luyện tập hoang phí đây. Rất nhiều luyện khí tông sư cả đời cũng không nhìn thấy tài liệu tiên thiên là khác. Cũng bởi vì nghĩ đến như vậy, trái tim lôi động nhất thời đập lên thình thịch. Vương lôi trong ấn tượng của hắn đích xác là một luyện khí tông sư thập phần lợi hại. Thế nhưng muốn luyện chế tiên thiên linh bảo thì liệu có đủ hỏa hầu hay không? Không đề cập tới hỗn độn tinh thiết chân quý dị thường. Ba dạng tài liệu phụ trợ kia mình đã phải hầu như dùng tính mệnh để đổi lấy cũng không thể tùy tiện làm hỏng đi tài liệu được ui ui đây là biểu tình gì của ngươi vậy cả đời này vương lôi đã chịu rất nhiều đau khổ không gì sánh được chỉ có một ân nhân duy nhất là thiên ma bởi vì theo quan hệ của nàng mà hắn tiếp xúc rất nhiều với lôi động cũng theo thói quen vuốt mông ngựa của lôi động mà quan hệ dần dần chuyển biến tốt đẹp vương lôi luôn trường kỳ sống một mình một đảo mỗi lần lôi động tới cũng cảm thấy vui vẻ lên một chút cười nói lẽ nào ngươi không tín nhiệm ta sao đúng là thế giới này luôn cường giả vi tôn trước đây lôi động chỉ có tu vi trúc cơ kỳ cho dù vương lôi có nhìn mặt mũi của thiên ma như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể cười nói với lôi động như vậy không ta rất tín nhiệm ngươi lôi động nhún vai nói ngươi cứ yên tâm luyện chế đi dù có thất bại cũng không vấn đề gì cả vương lôi hơi ngưng chạy lại một chút bất luận là lôi động tín nhiệm thật lòng hay không thì với tâm tính cử trọng nhược khinh như thế này cũng phải để người khác phải bội phục phải biết rằng tài liệu luyện chế tiên thiên linh bảo đều là những vật vô giá nhất là hỗn độn tinh thiết hiện nay đã gần như tiệt tích trên thế giới này bất luận một người hơi có một chút tri thức luyện khí nào cũng đều biết được hiện nay luyện khí tổng sư muốn luyện chế tiên thiên linh bảo thì xác suất thành công sợ rằng một thành cũng không đạt đến được sau khi trầm ngâm một lúc sắc mặt vương lôi cũng dần dần nghiêm nghị lại hít một hơi nói lôi động ngươi đã sảng khoái như vậy thì vương mỗ cũng không thể nào keo kiệt được nói thật với ngươi sở dĩ vương mỗ tuổi trẻ mà đã có tiêu chuẩn luyện khí tông sư đó là trong thời gian trước ta đã chiếm được truyền thừa luyện khí hạng nhất đó là truyền thừa của một vị thần tượng tiếng tăm lừng lẫy thời kỳ viễn cổ nhờ vào thứ đó vương mỗ một đường luyện khí không gặp lực cản nào hiện nay cũng không phải là vương mỗ khoe khoang nhưng luyện khí tông sư bình thường trước mặt vương mỗ cũng chỉ giống như trẻ con mới đi học mà thôi trong truyền thừa kia tuyệt đại đa số đều là vô số tâm đắc và kinh nghiệm phương pháp luyện chế tiên thiên linh bảo những năm gần đây vương mỗ một mình chuyên tâm trên đảo hoang vẫn luôn nghiên cứu phương pháp luyện chế tiên thiên linh bảo tự nhận lý luận đã hấp thu toàn bộ chỉ còn kém ở mặt thực tiễn mà thôi lôi động hơi động dung một chút. Cũng không phải là hắn giật mình do vương lôi chiếm được truyền thừa viễn cổ. Mà là vương lôi cư nhiên lại tín nhiệm mình tới loại trình độ này. Không hề kiên kỵ gì nói thẳng ra chuyện truyền thừa viễn cổ. Nếu như đổi lại là một ít hạng người tham lam thì không chừng đã bắt đầu nổi lên suy nghĩ chiếm. Đoạt rồi, lôi động hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói. đa tạ vương huynh đã tín nhiệm lôi mỗ hôm nay tuyên thệ tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện của vương huynh nói ra bên ngoài bằng không thì sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh thần hồn câu diệt vương lôi cũng không biểu hiện gì chỉ lắc lắc đầu đạm nhiên nói tính mệnh của vương mỗ là do thiên ma tiền bối cứu ngay cả thù cũng do thiên ma tiền bối báo mà ngươi và thiên ma đại nhân câu nói kế tiếp vương lôi cũng không tiếp tục nói gì nữa hiển nhiên là hắn đã biết mối quan hệ giữa lôi động và thiên ma chỉ có điều không biết là do hắn phỏng đoán ra hay là thiên ma biết lôi động muốn mời chào vương lôi nên đã chủ động tiết lộ ra mối quan hệ của hai người để có thể đề cao địa vị của lôi động lôi động phỏng chừng có lẽ là thiên ma đã tiết lộ chuyện của hai người vương lôi kia chỉ là một tên say mê luyện khí làm sao có thể am hiểu được quan sát người khác phỏng đoán được mối quan hệ của hai người Điều này làm cho Lôi Động đối với Thiên Ma lại thêm cảm động, tựa hồ cho tới nay, Thiên Ma luôn vô tư dâng hiến mọi thứ cho mình, cho dù bỏ qua tôn nghiêm thì cũng không tiếc. Ma Long thú hồn cấp Nguyên Anh và U Minh quỷ diễm đâu? Mau lấy ra để ta giám định. Lôi Động cũng không chối từ, đầu tiên lấy ra Ma Long thú hồn. Nó đang được niêm phong trong một thủy tinh cầu. Lúc này trông nó giống như một con ấu long hắc sắc hơi trong suốt nhìn vô cùng mê người trong phong hồn cầu ma long thú hồn nhẹ nhàng phiêu động dương nanh múa vuốt rít gào với bên ngoài chỉ có điều dáng dấp dương nanh múa vuốt của nó kết hợp với vẻ bề ngoài xinh đẹp mê người lại làm ra cảm giác vô cùng khả ái tốt tốt quả nhiên là u minh ma long thú hồn vương lôi thu lại ma long thú hồn đôi mắt tỏa sáng giống như tiểu hài tử mới thu được một món đồ chơi yêu thích ma long thú hồn kia là một món thượng bảo đã có linh trí lúc này nó cũng không dám kiêu ngạo nữa mà đang lạnh run lui vào một góc trong đôi mắt hiện lên thần sắc cầu xin vương huynh u minh quỷ diễm ta không có chỉ có cái này thôi lôi động vung tay lên chỉ thấy một đoàn quỷ diễm xanh lam trống rỗng xuất hiện sau khi nó nếm phải vị đắng với lôi động lần trước lúc này đã trở nên ngoan ngoãn bay vòng quanh lôi động tìm cách lấy lòng hắn